15 câu chuyện thâm thúy dạy người có đức, ắt có phúc, người vô phúc, ắt gặp họa. Kính chào quý vị khán thính giả đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, làm người nếu biết lấy đức làm gốc rễ ấy là bậc minh trí, bởi đức hạnh chính là đại biểu cho kết quả hàm dưỡng của một người. Nếu một người không ngừng tu tâm tích đức ắt sẽ gia tăng trí huệ, ngộ đạo nhân sinh, tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn cho chính mình. Vì vậy, cổ nhân luôn cho rằng, người có đức, ắt có phúc người vô phúc ắt gặp họa, hãy cùng ngâm đời lắng nghe những câu chuyện mang nhiều giá trị đạo đức nhân văn mà cổ nhân dạy dưới đây để có thể ngày một hoàn thiện mình hơn, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, người có đức ắt có phúc, người vô phúc ắt gặp họa. Một người luôn giữ thiện niệm trong tâm, làm được nhiều việc tốt cho đời, chính là đang tích phước lành cho bản thân. Đức hạnh không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng mà còn thể hiện phúc khí của một người. Người xưa có câu, người có đức ắt có phúc người vô đức ắt gặp họa một người có đức sẽ có thể dùng phẩm hạnh của mình để soi sáng người khác đồng thời có thể soi sáng cuộc sống của chính mình tôi đã từng đọc qua một câu nói ấm áp cuộc đời cũng giống như leo núi vậy nếu bạn may mắn leo được lên đến đỉnh cao hãy nghĩ xem bản thân đã từng đưa tay giúp đỡ ai trong lúc họ khó khăn hoạn nạn đối với những con người luôn âm thầm làm việc tốt và cống hiến chúng ta sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống thấu hiểu được giá trị của kiếp nhân sinh làm người. Chúng ta hãy xem một mẫu chuyện ngắn dưới đây. Một lão già sống một mình trong nhiều năm, một ngày nọ ông chuyển nhà đến một khu làng nọ và có hàng xóm mới. Trong quá trình chuyển nhà, một cậu bé không cẩn thận đã làm vỡ ấm nước, mẹ của đứa trẻ vừa tức giận vừa buồn bã. Cảnh tượng đó được nhìn thấy bởi ông lão khi ông đang rửa bát trong bếp. Thế là ông lão đi mua cái ấm mới, xịt bụi lên để làm cũ cái ấm, ông giả vờ vứt đi rồi nhặt lại, nhân cơ hội đưa cho mẹ con họ vào mùa hè ông lão thấy một người cha đang bế một đứa con trai nhỏ trên tay người cha vừa dỗ dành vừa vất vả quạt mát cho đứa trẻ ông lão bèn đi mua một chiếc quạt mới sau đó cố tình xịt đầy bụi rồi để cạnh thùng rác cuối cùng bố của cậu bé đã lấy lại mang về nhà tất cả những điều này đã được cậu bé cậu bé từng làm vỡ chiếc ấm nước tận mắt chứng kiến một đêm nọ cậu bé chuẩn bị ít bánh và sữa sau đó đặt trước của nhà ông lão. Ông lão mở cửa, hai người nhìn nhau và nở nụ cười, họ hiểu được thiện ý thông qua ánh mắt của nhau. Câu chuyện tuy ngắn, nhưng lại vô cùng cảm động. Hóa ra lòng tốt chân chính không phải là phô diễn ra bên ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm sâu thẳm bên trong. Họ là những người âm thầm cầm đèn soi sáng cho người khác trong bóng tối. Họ là những người âm thầm tháo gỡ những vấp ngã, những nút thắt trong cuộc sống của những người khó khăn hơn họ Họ là những người có thể nhìn thấu nhưng không nói ra, bởi họ muốn để lại cho người khác một phẩm giá cũng như thể diện. Những người như vậy, họ không đòi hỏi sự đền đáp, cũng không muốn làm người khác phải xấu hổ. Họ có sự đồng cảm và thấu hiểu. Họ sẽ dùng một trái tim ấp áp, thiện lành, làm việc tốt một cách âm thầm, không cần phô trương. Lòng tốt chân chính không phải là màn trình diễn ồn ào, mà là sự ấm áp vô giá. Lòng tốt thực sự không phải là sự báo đáp đến từ bên ngoài, mà là sự bình yên bên trong và những người lặng lẽ thành tựu cho người khác trong tương lai họ sẽ tự mở đường cho riêng mình âm thầm hành thiện tích đức là một phẩm chất cao quý đôi khi những hành động thiện lương tử tế lại chính là sợi dây cứu mạng ai đó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thống khổ là ánh sáng soi đường cho những ai đang lầm đường lạc lối và những người kết nối những sợi dây những người truyền lửa những người có tấm lòng lương thiện cuối cùng họ sẽ nhận ra con đường phía trước quả thật là quang minh tươi sáng mỗi hành động của con người đều là hướng đến vận mệnh cuối cùng trong tương lai tất cả những phước lành trên thế gian kỳ thực không phải tự nhiên mà có đó chính là những phước lành bạn đã tích lũy được từ những hành động tốt đẹp của chính mình như cổ nhân vẫn thường nói cái thắng nhỏ dựa vào trí tuệ cái thắng lớn dựa vào đức hạnh hay như câu có đức mặc sức mà hưởng mất đức sẽ mất hết con người muốn đạt được những điều mình mong muốn trước hết phải học cách tích đức hành thiện người có tính cách tốt đẹp đó chính là giấy thông hành tốt nhất của đời người tích đức và làm việc thiện cũng giống như gửi tiền vào tài khoản ngân hàng bạn có thể dùng cái vốn đó để tạo ra hạnh phúc cho chính mình người có nhiều đức sẽ có thể mang đến cho cuộc đời nhiều ánh sáng đi đến đâu cũng gặp may mắn và phước lành câu chuyện thứ hai sửa chữa sai lầm giúp cải biến số phận vào thời nhà minh một thanh niên ở tỉnh giang tô anh ta có tài văn chương và là người khá nổi tiếng trong vùng vào năm gia vũ chàng thanh niên này đã tham dự kỳ thi đình nhưng bị đánh trượt sau khi xem bảng kết quả kỳ thi anh ta tức giận và chửi bới giám khảo vì đã chấm bài thi của mình thấp điểm và cho rằng giám khảo không đủ sức nhận ra người có kiến thức chân chính đúng lúc đó một đạo sĩ đi ngang qua và nghe thấy anh ta vị đạo sĩ cười và nói tôi có thể nói rằng bài thi của anh dở tệ chàng thanh niên tức giận đáp lại tại sao ông lại cười tôi? Ông chưa hề đọc bài của tôi thì làm sao mà biết bài viết của tôi hay dở ra sao? Đạo sĩ trả lời, tôi được biết rằng mấu chốt của việc viết lách là người ta cần phải tâm thái bình hòa con tim bao dung, nhưng tôi đã nghe thấy anh chửi bới các vị giám khảo. Anh hẳn là một người đàn ông rất nóng tính. Vậy thì làm sao anh có thể viết những bài văn tốt với một tính cách như vậy? Chàng thanh niên yên lặng suy nghĩ một lúc và nhận ra những lời vị đạo sĩ nói rất hợp lý anh sau đó khẩn thiết cầu xin đạo sĩ giúp đỡ điểm hóa thêm đạo sĩ đáp văn của ngươi nhất định phải tốt tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào kiếp số của ngươi nữa nếu văn chương của ngươi tốt và số mệnh của ngươi không tốt thì những bài văn hay cũng không giúp ích được gì muốn thay đổi số mệnh trước hết phải thay đổi thái độ của ngươi chàng thanh niên hỏi vậy làm thế nào tôi có thể thay đổi thái độ đạo sĩ đáp nếu ngươi có thể thuận theo tự nhiên mà làm những việc thiện thì sẽ có những thay đổi lớn sẽ diễn ra theo nghe vậy cậu thanh niên thở dài tôi chỉ là một học trò nghèo sao có thể kiếm đâu ra đủ tiền để làm việc thiện đạo sĩ nói hãy tử bi và tu nhân tích đức điều quan trọng nhất nằm ở tấm lòng điều cần thiết là chúng ta luôn luôn có lòng tốt trong trái tim mình chúng ta cần khiêm tốn hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác và mong muốn làm được điều này phải giữ cho tấm lòng luôn trong sáng và ngay thẳng hãy tuân theo điều thiện lương sự trung thực nhân ái và lòng khoan dung một người không cần phải có tiền để khiêm tốn. Người có thể đạt được điều này mà không cần phải giàu có. Hay người có thể tự kiểm điểm bản thân mình thay vì chửi bới và đổ lỗi cho giám khảo. Việc chửi bới hay phán xét của ngươi là một khuyết điểm cần phải loại bỏ. Những lời này đã làm chấn động tâm can của người thanh niên. Anh cúi đầu cảm ơn vị đạo sĩ. Kể từ ngày này trở đi, người thanh niên đối xử rất tử tế với mọi người và nghiêm khắc với bản thân ông mỗi ngày đều chú trọng tu dưỡng phẩm hạnh và dần trở thành người có đạo đức thanh cao. Sau này anh ta thành lập trường học và dạy dỗ người dân địa phương, dạy họ tránh làm điều sai trái và luôn làm việc tốt dù nhỏ bé nhất. Ông khuyến khích mọi người đối xử tử tế với nhau và vì lòng vị tha nên ông rất được khen ngợi. Ba năm sau, một hôm chàng trai có một giấc mơ. Anh mơ thấy mình bước vào một ngôi nhà lớn, trong đó có một cuốn sách với nhiều cái tên được ghi chép lại và có nhiều chỗ còn trống anh ta hỏi một người đứng gần đó điều này có nghĩa là gì. Người này trả lời, đây là danh sách những cái tên sẽ được nhận vào mùa thu năm nay. Nếu một cái tên xuất hiện ở đây và người đó không có bất kỳ hành vi sai trái nào, tên của người đó sẽ được giữ nguyên. Khoảng trống là những người có thể đã được chấp nhận nhưng đã có hành vi sai trái. Do đó, tên của họ đã bị xóa. Người đó nói tiếp, trong suốt ba năm qua, người đã đối xử tốt với người khác nên tên tuổi của người đã được thêm vào cuối năm đó chàng trai đã thực sự đã vượt qua các kỳ thi của triều đình đồng thời tiếp tục phụng sự nhân dân bỏ qua quyền lợi bản thân không cần báo đáp ông trời sẽ che chở cho những người tử tế điều hiển nhiên là những người tử tế sẽ được báo đáp dù bạn ở đâu bạn chọn nghề nào và ở trong môi trường nào bạn đều có thể trở thành một người tốt thực sự làm việc thiện mà không nghĩ đến phần thưởng luôn giữ một tấm lòng nhân hậu sự khiêm tốn thì đức hạnh sẽ phát triển một cách tự nhiên một người như vậy rồi phải có một tương lai tươi sáng. Câu chuyện thứ ba, thế sự như mê, trong phúc có họa, trong họa được phúc. Vốn xinh đẹp, thông minh, lại lấy được người chồng tài hoa, cô được mọi người ngưỡng mộ, nói cô có mệnh phú quý. Nhưng mà cuộc sống không mãi êm đềm như vậy, thế sự như mê, trong phúc có họa, trong họa được phúc. Con người ngày nay, thân bệnh cũng nhiều mà tâm bệnh cũng không hề ít. Có người vì quá đau buồn chuyện gia đình chồng con mà sinh bệnh, có người trầm cảm, lúc nào cũng mặt mày ủ rột, tinh thần không sao khởi lên được, lại có người vì quá áp lực trong chuyện kinh doanh làm ăn mà tinh thần trở nên khủng hoảng. Tất thảy đều đi tìm bác sĩ Hồng Cứu Nguy. Bác sĩ Trung y Ôn Tần Dung người Đài Loan là người đã chứng kiến rất nhiều các trường hợp khác nhau như vậy của bệnh nhân, và dưới đây là một câu chuyện chân thực được bà kể lại. Sinh cơ của thiên địa, một năm có xuân sinh, vạn vật sinh sôi nảy nở. Hạ trường, mùa hạ kéo dài, thu thu mùa thu đến lúc thu hoạch, cho đến đông tàng, vạn vật bắt đầu héo úa, điêu linh, lá rơi về cội. Trong mùa quan trọng này, thường khiến người ta nghĩ ngợi sâu xa, nghĩ đến đời người phải tiếp tục như thế nào. Trong cuộc đời mỗi người đều kiếm tìm một nơi tốt đẹp, khi mặt trời lặn, luôn mong muốn có một tổ ấm ấm áp, có thể tránh mưa tránh gió, ổn định cuộc sống lâu dài. Cô là một cô gái khuê các con nhà khá giả, năm 28 tuổi được gả cho người đàn ông làm nghề bác sĩ, lúc đó những người bạn thân đều chúc mừng cô nói cô có mệnh phú quý kết hôn với người đàn ông hoàng kim chồng của cô rất có tâm lập nghiệp mở rộng và đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp hàng ngày cô cũng ở lại phòng khám phụ giúp chồng mỗi ngày nghe nhiều thấy nhiều cũng học được không ít kiến thức y học về sau cô quyết định đi học bởi thông minh nên rất nhanh lấy được bằng y sĩ rồi mở phòng khám riêng phòng khám của cả hai vợ chồng cô ngày càng phát triển và đông khách cô và chồng cũng luôn bận rộn với công việc của mình nhưng mà, cuộc sống không mãi êm đềm trôi qua như vậy. Thế sự như mê, tạo hóa thường thử thách con người, trong phúc có họa, trong họa được phúc. Đột nhiên có một ngày cô đến phòng khám tư của tôi. Mới một năm không gặp, mà trông cô dường như đã già thêm 10 tuổi. Tôi rất kinh ngạc hỏi cô, cô vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay cô có chỗ nào không được tốt? Cô ấy do dự nói, cuộc hôn nhân của tôi xuất hiện người thứ ba, là trợ lý rất giỏi trong phòng khám, bởi vì cô ấy không đối phó nổi với hai người họ, nên chỉ có thể tác thành cho họ mà thôi. Nhưng người chồng lại đưa ra yêu cầu bắt buộc cô phải chi trả phí ly hôn 4.000 nhân dân tệ. Trời ạ, à, ở đâu ra cái lý như vậy? Sau khi nghe xong, tôi rất lo lắng bèn nói với cô ấy, mệnh của cô rất quý giá, là mệnh phú quý vô cùng chân quý. Thì ra trong lúc cô ấy không hay biết gì, người chồng đã dùng tên của cô làm rất nhiều chi phiếu giả, tổng cộng cũng hơn 4.000 nhân dân tệ khi mọi chuyện bại lộ các chủ nợ đã đến vây quanh phòng khám của cô hơn nữa còn uy hiếp đe dọa dùng hết mọi thủ đoạn để đòi nợ đến số tiền mà cô dành dụm được cũng bị lấy đi không chừa lại một đồng nào thật sự là mất hết tất cả thời điểm đó giống như từng nhát dao vừa nhanh vừa bén không ngừng dày vỏ cô ấy phải làm gì mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đau khổ chung chung này mùa đông đã đi qua nhưng mùa xuân trước sau vẫn không chịu đến mặt trời lặn đêm đen kéo dài vô tận bình minh mãi chẳng thấy đâu. Cho dù đau buồn vẫn phải vượt qua, vì vậy cô đến tòa án xin phán quyết ly hôn. Cô hy vọng một nơi tràn đầy chính nghĩa như vậy sẽ giúp mình được giải thoát. Tuy nhiên vụ việc vẫn bị kéo dài, chậm chế không giải quyết. Cô ấy cũng không còn cách nào. Cuối cùng người của tòa án bảo hai bên hãy tự hòa giải riêng với nhau. Có đôi khi pháp luật không bảo vệ được người tốt, không trừng phạt được kẻ xấu, hơn nữa lại là lợi thế cho những kẻ xảo quyệt. Sống trong hoàn cảnh như thế, tình trạng tinh thần và tâm lý của cô như đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Cô ấy là một tín đồ thành kính của Kitô giáo, mỗi ngày đều cầu nguyện với Chúa Trời. Trong cơn bế tắc, cô muốn có một con dao sắc nhọn, có thể chém đứt tất cả sóng to gió lớn, nhưng những cơn sóng kia càng thêm hung ác nhấn chìm cô. Bởi vậy cô chỉ có thể cô đơn giữa muôn trùng sóng biển mà cầu cứu Chúa. Cô ấy tuyệt vọng nghĩ, có phải Chúa đã bỏ rơi mình rồi chăng? Cô ấy đi khắp nơi gặp các bác sĩ tâm lý, tham gia học lớp tâm linh. Tuy nhiên, một trái tim đã vỡ nát với rất nhiều vết thương, trước sau vẫn không thể tìm thấy an bình. Cả người cô ấy đều rơi vào vực sâu, nhưng mọi việc vẫn không dừng lại ở đó, vẫn còn có chuyện kinh hãi hơn đang chờ đợi cô. Bác sĩ thông báo cô bị ung thư buồng trứng. Tôi nghe hết những chuyện đáng buồn và bi thảm của cô, liền giúp cô châm cứu huyệt bách hội, thần đỉnh, rồi không ngừng xoa bóp huyệt hợp cốc, thần môn, rồi lấy khăn giấy giúp cô ấy lau nước mắt. Đơn vị đo lường có dài có ngắn, cũng có những căn bệnh bác sĩ không trị khỏi được, cho dù là châm cứu hay thuốc thang cũng không thể trị khỏi căn bệnh của vận mệnh. Đầu tiên phải giúp cô ấy có dũng khí sống tiếp, tinh thần có vấn đề cần phải khắc phục và ổn định, dùng âm nhạc nghệ thuật để chữa trị tâm hồn. Vì vậy, tôi đã mời cô ấy đến xem buổi trình diễn của chương trình nghệ thuật Genjun. Hôm đó, bức màn vừa được kéo ra, chúng tôi nhìn thấy một vùng ánh sáng rực rỡ chói lòa, chúng thần, Phật, Bồ Tát la hán thiên vương đạp mây giáng xuống trần cô ấy kinh ngạc thốt lên ôi thật sự rất giống thiên đường giống như đang ở trong thế giới thần phật vậy vừa mỹ diệu vừa chấn động trường năng lượng thật mạnh tôi nhìn thấy nước mắt của cô ấy lã trá rơi mọi lo lắng buồn khổ sợ hãi trên khuôn mặt ngày nào trong giờ khắc này đều đã biến thành xúc động gương mặt của cô giống như đã được khóa lại tất cả mọi đớn đau giống như con ngựa rừng cương rời xa trường đấu thoát khỏi cơn ác mộng. Mặc dù trên khuôn mặt ấy vẫn còn nước mắt, nhưng đó là một sự thanh thản hiếm hoi. Sau đó, mỗi năm cô ấy đều mua vé đắt nhất để xem chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Khen Jun. Cô ấy thật tâm chia sẻ với tôi rằng được xem Khen Jun biểu diễn mới thật sự là mệnh phú quý. Mặc cho gió đông lạnh lẽo, rét mướt, cô ấy vẫn giống như một đóa mai nở rộ giữa mênh mông tuyết trắng. Cuối cùng cô ấy ly hôn. Nhiều năm qua vẫn chiến đấu với bệnh tật nỗ lực trả món nợ của chồng trước. Trên con đường đầy dẫy trông gai, cô ấy vẫn can đảm và vững vàng bước tiếp. Câu chuyện thứ tư, tích đức hành thiện sẽ có thể thay đổi vận mệnh, truyền hung hóa cát. Cổ ngữ có câu, đức năng thắng số, người tích đức hành thiện sẽ có thể thay đổi vận mệnh, truyền hung hóa cát, biến nguy thành an. Một số người tin rằng cuộc đời là có định số, trong mệnh chỉ có chín phẩm thì dẫu có đi khắp thiên hạ cũng chẳng thể thăng lên thành mười kỳ thực đạo càng cao pháp càng lớn, tạo hóa sinh ra vạn vật, tất cả đều lấy đức làm gốc, lấy thiện làm căn. Cổ ngữ có câu, đức năng thắng số, con người chỉ cần tích đức hành thiện sẽ có thể thay đổi vận mệnh, chuyển hung hóa cát, chiêu tải đón lộc. Thời nhà Thanh có một người tên là Lâm Đăng Trương sống ở Gia Nghĩa Châu, Phủ Đài Loan. Lâm Đăng Trương vốn bản tính lương thiện, sống chân thành, hòa ái đối với mọi người, nhưng vì không may có kẻ gian vu cáo nên ông bị tống vào nhà giam vợ của Lâm Đăng Trương vì để cứu chồng mà đã bán hết gia sản, sau lại phải mang cả con cái đi bán mới kiếm được 40 lượng bạc. Trên đường đến nhà môn chuộc chồng, cô sững sờ phát hiện số bạc trong túi đã không cánh mà bay. Số bạc của vợ Lâm Đăng Trương được một người ăn xin tàn phế tên là Từ Lương Tứ nhặt được. Cầm bạc trong tay, Từ Lương Tứ vô cùng mừng rỡ nhưng vẫn không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi. Số bạc lớn thế này, ai mà làm mất hẳn sẽ rơi vào cảnh tận cùng khốn đốn, nói không chừng còn tự sát cũng nên. Mình tuy nghèo khổ cần tiền để sống qua ngày, nhưng mạng người là quan trọng, có chết mình cũng không tham số bạc này. Nghĩ đến đây từ lương tứ quyết định ngồi lại ven đường đợi người mất bạc quay lại tìm. Quả nhiên không lâu sau đó vợ của Lâm Đăng Trương xuất hiện. Cô nhớn nhác nhìn ba bể bốn hướng, nghiêng ngó khắp nơi mong tìm lại túi bạc đánh rơi. Tử lương tứ đoán chắc đây là người mất bạc nên lại gần xác nhận rồi trả lại toàn bộ cho người phụ nữ ấy. Vợ Lâm Đăng Trương vô cùng cảm kích lạy tạ, nhưng cũng phải vội vàng xin cáo biệt để kịp đến nha môn chuộc chồng vị quan chi phủ biết đây là án oan hơn nữa vừa thương xót cho gia cảnh nhà họ lâm lại vừa khâm phục lòng tốt của người ăn mày vậy nên ông quyết định tha bổng cho phạm nhân ngay cả tiền chuộc cũng không lấy một đồng vợ chồng lâm đăng trương vui sướng trở về nhà với số bạc trong tay họ có thể chuộc lại con cái đồng thời mở một tiệm đồ ngũ kim để làm kế sinh nhai họ cũng không quên ân nghĩa trước đây nên hầu như ngày nào cũng thành tâm cầu nguyện cho ân nhân và giúp đỡ những người khốn khó. Lại nói về người ăn xin tàn phế từ lương tứ, sau khi trả lại bạc cho khổ chủ, buổi tối hôm ấy ông vào miếu thái công chú ngụ qua đêm. Nửa đêm, ông nằm mơ thấy thấy có hai vị thần mặc kim giáp đến bên cạnh, họ không nói không rằng, một người ôm chặt lấy ông, người còn lại túm hai chân của ông rồi kéo mạnh một cái. Cảm giác đau điếng ập tới khiến cho từ lương tứ hét lên một tiếng thất thanh rồi tỉnh dậy tiếng hét làm cho hai người khác ngủ cùng trong miếu thức giấc. Ông bèn kể lại giấc mơ của mình, hai người kia nghe xong cũng chỉ cho đó làm mộng mị nên lại nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau, từ lương tứ thức dậy phát hiện hai chân của mình đã lành lặn, ông có thể đi lại bình thường như chưa từng bị tàn phế. Kể từ đó, ông không còn đi ăn xin nữa mà chuyển sang việc gánh nước làm thuê để mưu sinh. Công việc tuy vất vả nhưng ông lại vô cùng hạnh phúc, vì dẫu sao ông đã trở thành một người bình thường như bao người khác về phía vợ chồng lâm đăng trương nhờ buôn bán trung thực lại tích cực làm điều thiện nên việc kinh doanh của họ ngày càng thịnh vượng trong lòng họ vẫn không ngừng nhớ đến vị ân nhân năm xưa nhưng tiếc là họ không cách nào tìm được từ lương tứ để báo đáp một hôm từ lương tứ tình cờ gánh nước qua cửa tiệm của nhà họ lâm vợ lâm đăng trương nhận ra khuôn mặt ân nhân nhưng vì thấy ông ta có thể đi lại bình thường nên cô không dám gọi sau một hồi bồn chồn không yên cô bạo gan chạy theo hỏi thăm thân thế mới biết thì ra đúng là ân nhân năm xưa của mình. Cô vội vàng gọi chồng đến, hai người mừng rỡ dập đầu bái tạ, đồng thời tha thiết mời Từ Lương Tứ ở lại cửa tiệm của mình. Cũng kể từ đó, Từ Lương Tứ đã có chốn nương thân lại không phải suy nghĩ đến kế sinh nhai, áo quần, ăn mặc đều có người chăm lo đầy đủ, cuộc sống êm đềm trôi qua trong những tháng ngày hạnh phúc. Sau này vợ chồng Lâm Đăng Trương trở về quê nhà ở Quảng Đông để kế tục sản nghiệp tổ tiên họ đã nhượng lại toàn bộ gia tài và cửa tiệm của mình cho Từ Lương Tứ. Từ Lương Tứ bản tính lương thiện lại rất đồng cảm với những gia cảnh bần hàn. Ông đã đem một phần tài sản quyên góp cho bệnh viện để cứu giúp những người ốm yếu không tiền thuốc thang. Người ăn xin tàn khuyết tuy nghèo khó nhưng không tham của báu đã làm cảm động chư thiên nên được phúc báo. Đây chính là đức năng thắng số. Làm người chỉ cần thiện lương ắt có thể cải đổi vận mệnh, chuyển hung hóa cát, cũng gọi là đạo càng cao pháp càng lớn. Con người chỉ cần có đủ đầy thiện lương thì không gì không thể cải đổi, thần tích cũng sẽ xuất hiện tại nhân gian. Câu chuyện thứ 5, 90 tệ đổi lại 5 triệu tệ. Thành công không chỉ là bạn có được bao nhiêu tiền, nhà to đến đâu, mà quan trọng hơn là bạn giúp đỡ người khác được bao nhiêu, có bao nhiêu người cảm động và trưởng thành lên nhờ bạn. Cách đây 15 năm, tôi có một chuyến công tác đến thành phố này, sau khi nói chuyện công việc, tôi đi đến trung tâm thương mại để mua một vài món quà cho đồng nghiệp của mình. Thông thường, tôi thích mang theo tiền xu khi tôi đến trung tâm mua sắm, vì đôi khi có những người ăn xin gần trung tâm mua sắm, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi cho một hoặc hai đồng xu. Hôm nay cũng vậy, trong túi vẫn còn một ít xu, nên tôi đã phân phát một chục đồng cho đám trẻ ăn xin. Ngay sau đó, tôi thấy một cậu bé đang nhìn tôi dơ một tấm biển, chắc chắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước lại gần cậu ta và thấy cậu ta khoảng 13, 14 tuổi, quần áo xộc xệch nhưng sạch sẽ đầu tóc trải gọn gàng. Không giống như những người khác có một chiếc lọ tráng men trong tay. Trên tấm biển một bên ghi là đánh giày, một bên ghi tôi cần một chiếc hộp giày. Lúc đó tôi đang đầu tư kinh doanh, dù sao vẫn còn thời gian nên tôi hỏi cậu bé cần bao nhiêu. Cậu bé nói, 125 tệ. Tôi lắc đầu và nói hộp giày mà cậu ấy muốn đắt quá. Cậu bé cho biết không đắt, cũng cho biết đã đi chợ đầu mối bốn lần và nhìn thấy hết, muốn mua những hộp chuyên dụng, phân, dầu lau, bàn chải mềm và hơn chục loại si đánh giày. Không có 125 tệ thì không thể đáp ứng được yêu cầu của cậu ta. Cậu bé nói tiếng địa phương và nói một cách thận trọng. Tôi hỏi cậu ta bây giờ cậu có bao nhiêu tiền, nhưng cậu bé thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Cậu bé nói rằng cậu đã có 35 tệ và vẫn còn thiếu 90 tệ. Tôi nghiêm túc nhìn cậu bé và xác định cậu ta không phải là kẻ nói dối. Vì vậy tôi lấy ví ra, lấy ra 90 tệ và nói, 90 tệ này là đầu tư của tôi. Có một điều kiện, người nhận tiền từ bạn kể từ lúc đó, chúng ta là đối tác của nhau. Tôi ở thành phố này 5 ngày và trong vòng 5 ngày, bạn không chỉ trả cho tôi 90 tệ mà tôi còn trả lại một tệ. Nếu bạn đồng ý với điều kiện này, 90 tệ bây giờ là của bạn. Cậu bé nhìn tôi thích thú và đồng ý. Cậu bé cũng kể rằng cậu học lớp 6 và chỉ đi học 3 ngày trong tuần, những ngày còn lại phải chăn gia súc, chăn cừu và giúp mẹ làm ruộng, nhưng điểm của cậu chưa bao giờ trượt khỏi top 3 vì vậy cậu ấy là người giỏi nhất khi tôi hỏi tại sao lại mua hộp đánh giày cậu ấy nói vì nhà cháu nghèo nên cháu muốn nhân dịp kỳ nghỉ hè để kiếm thêm tiền đóng học phí tôi ngưỡng mộ nhìn cậu bé rồi cùng cậu đến chợ đầu mối để mua một chiếc hộp đánh giày và nhiều đồ dùng đánh giày khác cậu bé đang xách một chiếc hộp chuẩn bị kê quầy hàng ngay lối vào trung tâm thương mại tôi lắc đầu nói là đối tác của anh để lấy lại chi phí cho chính mình tôi có nghĩa vụ nhắc anh chọn địa điểm kinh doanh phù hợp bên trong trung tâm mua sắm có những người đánh giày miễn phí và nhiều người biết đến chàng trai nghiêm túc suy nghĩ về điều đó và hỏi chọn khách sạn đối diện thì sao tôi nghĩ đây là một thành phố du lịch và ngày nào cũng có những chuyến xe chở người đến ở trong khách sạn đó họ đã mệt mỏi vì hành trình của mình và nhất định phải đánh sạch giày khi ra ngoài vào ngày hôm sau tôi nghĩ đến đây liền đáp ứng yêu cầu của cậu bé thế là cậu bé ngồi xuống gần cửa khách sạn đặt hộp đánh giày xa cửa hơn một chút nhìn trái nhìn phải không có ai chú ý đến chúng tôi liền nói với tôi sao chú không cho cháu trả lãi một tệ ngay bây giờ chú cũng cần biết mức độ dịch vụ của cháu chứ tôi bật cười thành tiếng tên tiểu tử này đúng là láu cá định đánh giày cho tôi còn dùng phí đánh giày bù lãi một tệ tôi ngưỡng mộ sự khôn khéo của cậu ấy vì vậy tôi ngồi xuống băng ghế của và nói nếu cháu đánh bóng không tốt cháu đang nói dối và tôi đang đầu tư vào một người không trung thực và tôi đang thất bại thằng bé lắc đầu như lạch cạch cho biết mình là người giỏi nhất tập đánh giày ở nhà cả tháng trời chú biết đấy ở quê không mấy ai có được vài đôi giày da xịn cháu nhờ họ lấy từng đôi giày da ra đánh bóng cẩn thận sau một vài phút nhìn vào đôi giày da tôi gật đầu hài lòng tôi lấy một cây bút đỏ trong túi và viết hai chữ lớn lên má trái và phải của cậu ấy giỏi nhất cậu bé thích thú đúng lúc này một chiếc xe buýt nhỏ kéo theo một chiếc ô tô du lịch chạy tới Cậu ta vội vàng chạy lại với chiếc hộp đánh giày trên lưng, chỉ và nói với những hành khách lần lượt xuống xe, "Đây là phần thưởng của khách hàng bạn có muốn thử không? Thử đi, tôi sẽ biến đôi giày của bạn thành một tấm gương." Và cứ như vậy, cậu bé bận rộn. Hôm sau đến khách sạn thấy thằng nhóc đã đến bảo vệ quầy hàng từ sớm, nó hào hứng kể hôm qua kiếm được 50 tệ, đưa cho tôi 18 tệ và tiêu 3 tệ cho tiền ăn và vẫn còn dư 29 nhân dân tệ tôi vỗ đầu cậu ấy và khen ngợi cậu ấy đã hoàn thành tốt công việc. Cậu nói rằng đêm qua cậu đã ngủ ở quán chay thay vì ở cầu đường hầm, nhưng anh ta không trả năm tệ cho quán. Tôi tự hỏi, tại sao bạn không trả tiền? Chàng trai lúc này mới nở nụ cười tự mãn, em đã giúp vợ chồng xếp lau mấy chục đôi giày rồi, tối nay em có thể ở trong cửa hàng mà không cần trả tiền. Năm ngày trôi qua nhanh chóng tôi rời thành phố, trong năm ngày này, cậu bé vẫn trả 18 tệ một ngày, đủ 90 tệ. Cậu bé biết tôi là giám đốc một công ty đầu tư ở Bắc Kinh, cậu ấy nói khi tốt nghiệp đại học sẽ đến Bắc Kinh tìm tôi. Cậu ấy nói xong đưa bàn tay đen nhỏ xíu của mình ra, tôi cũng đưa tay ra, siết chặt tay vào nhau. Trong nháy mắt đã 15 năm. Tôi rời công ty đầu tư ban đầu của mình và bắt đầu công ty kinh doanh của riêng mình. Hôm nay tôi đang rất bận ở văn phòng, công ty bị vỡ nợ mất một lượng hàng lớn, vốn lưu động khó khăn, các bên đang đòi nợ. Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì cô thư ký bước vào nói buổi trưa có một thanh niên dù tôi đi ăn trưa. Tôi hỏi đó là ai mà không nhìn lên. Cô thư ký lấy ra một chiếc móc khóa và để trên bàn của tôi. Nhìn thấy chiếc móc khóa, tôi sửng sốt. Trên có khắc chữ, ta là tốt nhất. Tôi nhớ rằng chiếc móc khóa này là món quà mà tôi đã nhét vào lòng bàn tay của cậu bé đánh giày đó khi chia tay cậu ấy 15 năm trước. Đến trưa, tôi bước vào khách sạn. Một thanh niên mặc vest, đi giày ra đứng cạnh bàn đã đặt trước. Anh ấy mỉm cười tinh tế và hơi cúi người về phía tôi. Từ gương mặt anh, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu bé đánh giày năm xưa. Trong khi uống trà, anh ta lấy ra một tấm séc trị giá 5 triệu nhân dân tệ và nói, "Tôi muốn đầu tư vào công ty của anh và thu lại lợi nhuận trong vòng 5 năm." 5 triệu nhân dân tệ, đó thực sự là cứu tinh trong lúc tuyệt vọng. Người thanh niên cười nói, "15 năm trước, chú dạy cháu sống bằng nghề đánh giày. Từ chiếc hộp đánh giày đó, Cháu đã tích lũy hết lần này đến lần khác. Bây giờ, cháu có công ty riêng, 5 triệu tệ này tôi muốn đầu tư. Tôi có quyền yêu cầu một khoản lãi. Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta muốn bao nhiêu, anh ta bình tĩnh trả lời, một tệ. Tôi ngả người ra ghế với nụ cười trên môi. 90 tệ đổi lại 5 triệu tệ, đây chắc chắn là trường hợp thành công nhất trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Cuộc sống giống như một tiếng vọng, bạn cho đi điều gì sẽ nhận được những những điều đó câu chuyện này là một bức chân dung về việc giúp đỡ người mọi người tất cả những thành công trên thế giới này đều đến từ việc hỗ trợ lẫn nhau những người có tầm nhìn tốt hơn có xu hướng biết cách giúp đỡ người khác và đánh giá cao sự thành công của người khác thành công không chỉ là bạn có được bao nhiêu mà quan trọng hơn là bạn giúp đỡ người khác được bao nhiêu có bao nhiêu người cảm động và trưởng thành lên nhờ bạn câu chuyện thứ sáu người sống ở đời gieo nhân nào gặt quả nấy nhân quả tuần hoàn người sống ở đời gieo nhân nào gặt quả nấy nhân quả tuần hoàn thiên lý soi dọi trà đạp nhân luân ắt sẽ nhận phải báo ứng dù cho đến kiếp sau cũng sẽ bởi vậy mà sống rất bi thảm trong một túp lều tranh rất là tồi tàn có một cậu bé ăn xin tướng mạo xấu xí lại bị gù lưng sống cùng với mẹ bố của cậu cũng là xin ăn sống qua ngày nhưng gần đây những thứ xin được càng ngày càng khó khăn thế là bố cậu liền đuổi cậu ra khỏi nhà cậu bé ăn xin đáng thương trông vừa xấu xí lại nhỏ tuổi Mấy ngày liên tục đều không xin được một bữa cơm, cả ngày đói đến đầu óc quay cuồng, rất may có một ngôi chùa chịu giữ cậu ở lại. Chủ trì trong chùa phân công cho cậu phụ trách quét dọn các bàn thờ cúng được đặt trước tượng Phật trong chùa, sau đó mỗi ngày cung cấp cơm trà cho cậu. Cậu bé ăn xin rất lấy làm vui mừng, cuối cùng cũng đã có nơi cho cậu ăn no cơm rồi, thế là cậu bé ăn xin trở thành một vị tiểu hòa thượng. Nhưng ngày hôm sau, khi tiểu hòa thượng đến Phật đường xem thử, thì thấy một hòa thượng mập mạp đang quét dọn bàn thờ hơn nữa lau chùi rất là dụng tâm bàn thờ được lau chùi sạch sẽ bóng loáng tiểu hòa thượng không có ra ngoài hóa duyên cũng không có quét dọn tự nhiên không có cơm ăn cứ như vậy đã đói một ngày trời ngày hôm sau tiểu hòa thượng lần nữa đi quét dọn phát hiện vị sư huynh mập mạp đó lại đã quét dọn sạch sẽ cả rồi tiểu hòa thượng vẫn là không có cơ hội quét dọn nên cũng không có mặt mũi nào đi nhận cơm ăn tiểu hòa thượng bụng đói đến đầu óc có phần choáng váng một vị sư huynh cao cao nhìn thấy bộ dạng của tiểu hòa thượng như vậy rất lấy làm lo lắng hỏi tiểu hòa thượng đã xảy ra chuyện gì tiểu hòa thượng nói bản thân đã hai ngày không ăn cơm rồi thế là vị sư huynh cao giáo nói ngày mai huynh đi hóa duyên sẽ mang theo hai cái bình bát xin thêm một bát cơm chay về cho đệ vậy ngày thứ ba tiểu hòa thượng bụng đói đến nằm bệt trên giường không đứng dậy được nữa nằm đó đợi vị sư huynh cao cao kia mang cơm chay về cho mình tiểu hòa thượng đợi mãi đợi mãi trông ngóng mãi sắc trời cũng đã dần dần tối rồi cuối cùng vị sư huynh cao giáo đã trở về đại sư huynh hai tay chống không trở về nói với tiểu hòa thượng rằng sư đệ à khi nãy trên đường trở về chẳng may gặp phải một bầy chó dữ đã ăn hết số cơm chay huynh xin cho đệ rồi tiểu hòa thượng giọng yếu ớt nói với sư huynh rằng không sao đâu cảm ơn sư huynh ngày thứ tư một vị thần thông đại sư huynh đi hóa duyên cuối cùng đã tránh được bầy chó giữ đó và đã an toàn mang cơm chay trở về thần thông đại sư huynh đi vào phòng của tiểu hòa thượng phát hiện trong gian phòng của tiểu hòa thượng không biết vì sao cửa sổ đều bị khóa lại thế là đại sư huynh bèn vận dụng thần thông của mình một đạo kim quan dẫn theo thần thông đại sư huynh xuyên qua cánh cửa bước vào sau khi nhìn thấy tiểu hòa thượng liền nói sư đệ hãy mau ăn cơm đi tay của tiểu hòa thượng vừa mới chạm được đến cái bình bát đựng cơm đó bình bát đó bỗng chốc liền rơi đổ hết cơm xuống mặt sàn thần thông đại sư huynh trông thấy hai tay hợp thập miệng đọc chú ngữ gắng gượng nhặt số cơm đang rơi giữa không trung lên lần nữa bưng đến trước mặt tiểu hòa thượng lúc này tiếng chuông trong chùa vang lên vừa khéo là giữa trưa chúng hòa thượng cần phải tuân giữ giới luật quá giờ ngọ không dùng bữa thần thông đại sư huynh có chút khó chịu loay hoay cả nửa ngày trời vẫn không thể giúp tiểu hòa thượng ăn được nửa miếng cơm thế là tiểu hòa thượng nở nụ cười yếu ớt với thần thông đại sư huynh nói cảm ơn thần thông đại sư huynh mong huynh cho đệ một bát nước thần thông đại sư huynh nghĩ ăn không được cơm có thể uống ngụm nước cũng tốt vậy bèn quay người ra ngoài lấy nước đại sư huynh nghe thấy tiểu hòa thượng nói ở sau lưng mình rằng thần thông đại sư huynh xin hãy cho thêm một ít cho vào trong nước Thần Thông đại sư huynh cảm thấy buồn bực nhưng vẫn nhận lời tiểu hòa thượng. Lúc này, tiểu hòa thượng đã hơi thở thoi thóp. Thần Thông đại sư huynh bưng đến một bát nước có cho thêm cho vào, tiểu hòa thượng một mạch uống hết, tiếp đó tiểu hòa thượng lại có thể ngồi dậy được. Tiểu hòa thượng ánh mắt long lanh nói với Thần Thông đại sư huynh rằng, có phải huynh rất lấy làm kỳ lạ vì sao đệ lại uống nước cho thêm cho vào, để đệ nói rõ duyên cớ cho huynh vậy thì ra tiểu hòa thượng ngay từ khi mới sinh ra đã nhớ được kiếp trước của bản thân mình đời trước tiểu hòa thượng là một công tử nhà giàu có sau khi cha cậu qua đời đã để lại toàn bộ tài sản cho cậu mẹ cậu là người thích bố thí hành thiện giúp người luôn bố thí tiền của lương thực cho những người ăn xin cậu công tử nhà giàu này bản tánh rất là keo kiệt rất không thích mẹ mình làm như vậy thế là một ngày kia sau khi mẹ cậu bố thí tiền của lương thực cho bọn người ăn xin cậu công tử nhà giàu tức giận xô ngã mẹ mình và hét lên rằng, số tiền này đều là cha để lại cho tôi, chứ đâu có để lại cho cái bọn ăn mày này. Cậu công tử ngỗ nghịch lôi mẹ mình về nhà và nhốt trong phòng, bảy ngày bảy đêm không cho mẹ mình ăn cơm uống nước. Đến ngày thứ 8, cậu công tử nhà giàu tưởng rằng mẹ mình đã đói chết, liền mở khóa cửa, nhìn thấy mẹ mình nằm bệt dưới đất vẫn còn hơi thở, mắt nhắm mắt mở. Cậu ta hỏi mẹ của mình, bà nói cái gì? trong cổ họng khàn khàn của người mẹ phát ra một chữ nước. Thế là công tử nhà giàu bèn nghĩ, được, thế thì mình sẽ thêm một chút cho vào trong nước, dù bà ta không bị nghẹn chết cũng sẽ bị sặc chết. Cậu công tử nhà giàu mang đến nước cho cho mẹ mình, người mẹ sau khi uống xong quả nhiên đã bị sặc chết. Thần thông đại sư huynh nghe xong, gật gật đầu như hiểu ra điều gì đó. Tiểu hòa thượng mỉm cười nói, đây chính là báo ứng của đệ. Thế là cậu nằm trên giường, một lúc sau đã tắt thở người sống ở đời gieo nhân nào gặt quả nấy nhân quả tuần hoàn thiên lý soi dọi trà đạp nhân luân ắt sẽ nhận phải báo ứng dù cho đến kiếp sau cũng sẽ bởi vậy mà sống rất bi thảm vậy nên chúng ta thân là con nhất định phải làm tròn hiếu đạo để cha mẹ được an hưởng tuổi già nếu như ngay đến cả những đạo lý cơ bản nhất này cũng không làm được không hiếu thuận với cha mẹ thế thì thật uổng làm người rồi câu chuyện thứ bảy cậu bé ăn mày quịt tiền cơm chủ quán nói một câu khiến cậu ghi nhớ hơn 20 năm sau quay lại trả ơn. Một ngày, sau khi hết tiết giảng và trở về văn phòng, người bảo vệ đưa cho tôi một số tiền cùng hóa đơn thanh toán, cả chục triệu đồng tiền nợ. Tôi thấy rất kỳ lạ, không nhớ nổi là đã cho ai mượn số tiền này. Nhìn lại hóa đơn, tôi chỉ thấy thấy dòng chữ ngay ngắn ghi cậu bé ăn xin của 20 năm trước. Tôi lặng người, dòng ký ức năm nào chợt ùa về miên man. Chẳng lẽ là cậu bé đó sao? 20 năm trước mẹ tôi bán hàng cơm cho học sinh ở cổng trường. Tính vốn hay thương người, bà thường làm những hộp cơm ngon và bán với giá rẻ hơn cho những đứa trẻ nghèo khổ. Cũng bởi vì thế mà học sinh đến mua cơm rất đông, ai ai cũng quý mến bà. Ngày ấy, tôi vừa tốt nghiệp đại học, trong lúc chờ việc, tôi thường ra quán phụ mẹ bán cơm. Một hôm, khi đang bận bịu bưng cơm phục vụ, đột nhiên tôi thấy như có ai đó đi qua quệt phải lưng mình. Đó là một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, mặc một bộ quần áo mỏng đã rách tả tơi. Trong khi ấy, trời đã bắt đầu trở vào đông. Tôi thấy mẹ khẽ mỉm cười rồi đưa cho cậu bé một hộp cơm cứ như thể chuyện ấy đã quá quen thuộc. Nhưng không đợi tôi trao tay hộ, cậu bé vội giật lấy cơm, ném tiền vào hộp rồi vùng chạy mất. Một người tỏ vẻ tức giận nói, thằng ăn mày này toàn lừa tiền cơm, rất nhiều lần đều như vậy. Nếu lần sau còn thế thì phải dạy cho nó một trận tôi ngạc nhiên kiểm tra lại hộp tiền thì thấy quả thực là cậu bé chỉ đưa có một tờ hai trăm đồng khi tôi trách mẹ quá sơ ý bà nói mẹ biết mỗi lần thằng bé chỉ bỏ vào đó một tờ hai trăm đồng chỉ có điều ta cũng nên giữ đạo nghĩa đứa trẻ này đã mất cả cha lẫn mẹ rất đáng thương mẹ cũng chỉ có thể giúp nó đến như vậy tôi vẫn không đồng ý nói mẹ thật quá hồ đồ đây mà là giúp cậu ta sao nhưng tôi chưa kịp nói xong thì mẹ đã gạt đi và không nghe nữa cứ nhất mực làm theo ý mình như vậy tôi biết rõ là dù con nói gì cũng vô dụng mẹ suốt ngày niệm phật chỉ một lòng muốn giúp người khác nhưng lại không nghĩ sâu hơn thế là tôi muốn tự tay xử lý chuyện này ngày hôm sau cậu bé ăn xin lại tới quán cậu ta vẫn dành lấy cơm như những lần trước ra vẻ rất vội vàng và chuẩn bị ném tiền vào hộp lúc đó tôi thình lình nắm lấy tay cậu tờ tiền ít ỏi rơi ra ngoài mọi người đều quay lại nhìn cậu bé rất bối rối xấu hổ, rồi trực khóc. Lúc đó tôi cười nói, mua như vậy thì không đủ ăn đâu. Em cứ lấy cơm đi, phần còn thiếu sau này hãy trả. Nói xong tôi thả tay cậu ra. Cậu bé sợ hãi cầm hộp cơm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tôi lại bảo, đi đi, anh biết rõ em nhất định sẽ trả. Nhớ nhé, sau này phải trả cả vốn lẫn lãi. Cậu bé suy nghĩ mất một lúc, rồi sau đó im lặng quay người, đi thẳng từng bước một, chứ không còn chạy như trước kia nữa. Kể từ đó, cậu vẫn thường đến ăn và trả 200 đồng. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì anh Trương, người bảo vệ lại vội vã quay lại tìm tôi nói, "Tôi quên, còn một phong thư nữa." Nhận lấy phong thư, tôi vội vàng mở ra đọc. Trong thư viết những dòng thế này: "Tôi cuối cùng đã tìm được địa chỉ của anh. Suốt bao năm tìm kiếm, tôi mới có thể đem tiền trả lại, mới có thể hoàn lại ân tình 20 năm về trước. Lúc đó tôi đã lang thang khắp nơi, thường xuyên chịu đói rét." Một lần tôi tới cổng trường học giả vờ mua một hộp cơm. Tôi ném thử tờ 200 đồng vào hộp rồi nói xin mua cơm. Lúc đó tôi nghĩ, dù có bị phát hiện đi nữa thì dì bán cơm cũng rất hiền lành, sẽ không trừng phạt tôi. Nhưng dì cũng không phát hiện ra, tùng tìm cười rồi đưa tôi một hộp. Sau đó tôi bắt đầu dựa vào thủ đoạn và mánh khóe để có được bữa ăn. Tôi cảm thấy người tốt trong xã hội rất dễ bị lừa. Tôi thường xuyên nói dối và trộm đồ trong hành lang, còn định trộm cả trong cửa hàng nữa lần đó khi bị anh tóm lấy tôi đã nghĩ mình vậy là xong rồi bị đánh rồi nhưng tôi đã không phải chịu trận đòn nào mà lại còn được anh thả đi những lời nói của anh đã bảo vệ danh dự cho tôi khơi dậy trong tôi mong muốn làm người tốt thực sự những lời nói của anh ở quán cơm ngày ấy đã bảo vệ danh dự cho tôi khơi dậy trong tôi mong muốn làm người tốt thực sự trong những năm sau này mỗi khi nhớ đến ánh mắt của anh tôi lại có thể tránh xa những điều xấu và dù phải tìm kiếm khắp nơi dù phải đi bao xa mất bao nhiêu thời gian, tôi vẫn muốn hoàn thành lời hẹn ước cũ. Một ngày nọ, khi nhìn thấy tôi ngồi co do vì giá rét, một phụ nữ đã trở về nhà mang cho tôi mấy chiếc áo. Sau đó tôi phát hiện trong túi áo có rất nhiều tiền. Lúc đó tôi rất đói, rất muốn giữ lại số tiền này, nhưng ánh mắt của anh lại hiện lên làm tôi thay đổi ý nghĩ. Tôi phải mất cả ngày mới tìm được nhà người phụ nữ nọ. Hai vợ chồng họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi tới trả lại tiền. Họ khóc nức nở ôm tôi vào lòng, rồi liên tục nói tôi là đứa trẻ tốt khi đó con gái hai vợ chồng vừa bị bệnh mà qua đời tôi may mắn trở thành con nuôi của họ cuộc sống từ đó trở nên tốt hơn tôi được cha mẹ nuôi thương yêu hết mực được đi học giờ tôi đã trở thành giáo viên quả thực đúng là cậu bé đói khổ năm ấy đúng là trái đất tròn tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã không vô tình hủy hoại một con người giờ đây đứng trên bục giảng chắc chắn cậu bé ăn xin năm xưa hoàn toàn có thể dõng dạc giảng cho học sinh của mình rằng hạnh phúc chỉ đến với những người thành thật. Bài học cuộc sống. Một câu nói, đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người. Hủy hoại hay cứu vớt một người cũng chỉ vì một câu nói hoặc biểu hiện một thái độ. Cậu bé ăn mày quyệt tiền cơm, chủ quán nói một câu và kết kết có hậu năm giờ đây đứng trên bục giảng. Cậu bé ăn xin năm xưa hoàn toàn có thể dõng dạc giảng cho học sinh của mình rằng hạnh phúc chỉ đến với những người thành thật chủ quán cơm và con trai mình trong câu chuyện đã hành xử đầy đạo nghĩa. Cậu bé ăn mày không có tiền ăn nhưng cậu không hề ăn cắp, vẫn cố gắng trả tiền dù số đó chẳng có thể chẳng thấm tháp gì. Chủ quán đối đãi với cậu bằng thiện tâm của một người tu Phật thì cậu cũng đối đãi với bà bằng sự trung thực, chân thành. Hơn 20 năm sau, chẳng ai ngờ một câu nói của con trai chủ quán cơm đã khiến cuộc đời cậu bé ăn xin năm nào thay đổi. Từ một đứa trẻ quỵt tiền cơm, cậu đường đường trở thành người thầy. Người dạy cho những đứa trẻ đạo lý làm người, đó chẳng phải là một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại hay sao? Đó chẳng phải để người ta nhận ra rằng sự chân thật thẳng thắn mới mang lại hạnh phúc đích thực hay sao? Câu chuyện thứ 8, nhân quả của người đàn ông giàu có và bốn bà vợ, lúc Lâm Trung mới biết bộ mặt thật. Người vợ cả của thương gia là một cộng sự rất trung thành và có đóng góp lớn trong việc quán xuyến toàn bộ công việc trong gia đình. Tuy nhiên, dù người vợ cả vô cùng yêu thương vị thương gia nhưng ông không yêu cô và gần như bỏ mặc cô một thương gia giàu có có bốn người vợ ông yêu nhất người vợ thứ tư ông cho cô mặc quần áo lộng lẫy và ăn những món ăn ngon ông chăm sóc cô rất chu đáo và luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất ông cũng rất yêu thương người vợ thứ ba của mình ông tự hào về cô và luôn khoe cô trước mặt bạn bè tuy nhiên thương gia cũng luôn lo lắng nơm nớp chỉ sợ cô bỏ đi theo người đàn ông khác ông cũng rất yêu người vợ thứ hai cô vợ hai là người rất ân cần quan tâm và luôn nhẫn nại trên thực tế cô chính là người bạn tri kỷ của thương gia bất cứ khi nào gặp khó khăn ông luôn tìm đến người vợ thứ hai và cô ấy luôn giúp ông thoát khỏi tình trạng khó khăn vượt qua gian nan người vợ cả của thương gia là một cộng sự rất trung thành và có đóng góp lớn trong việc quán xuyến toàn bộ công việc trong gia đình tuy nhiên dù người vợ cả vô cùng yêu thương vị thương gia nhưng ông không yêu cô và gần như bỏ mặc cô một ngày nọ thương gia bị ốm nặng chẳng bao lâu sau ông biết rằng mình sẽ sớm qua đời nghĩ đến cuộc sống xa hoa của mình ông bất giác lẩm bẩm một mình bây giờ tôi có bốn người vợ ở bên cạnh sau khi chết đi thì chỉ có một mình tôi sẽ cô đơn biết bao thế là thương gia hỏi người vợ thứ tư anh yêu em nhất đối xử với em tốt nhất chăm sóc em tốt nhất bây giờ anh sắp chết em có theo anh để làm bầu bạn với anh không? Không được. Cô vợ tư bỏ lại câu nói này và yểu điệu bỏ đi. Câu trả lời của cô như một nhát dao cứa vào tim thương gia. Thế là thương gia buồn bã hỏi người vợ thứ ba. Trong cả cuộc đời này anh yêu em rất nhiều. Bây giờ, anh sắp chết. Em có thể cùng đi làm bầu bạn với anh không? Không. Người vợ thứ ba trả lời. Cuộc sống thật đẹp. Có rất nhiều những người theo đuổi em. Em sẽ kết hôn lần nữa sau khi anh chết trái tim của thương gia chịu nặng và trở nên lạnh lẽo. Ông lại hỏi người vợ thứ hai, khi gặp nghịch cảnh, anh luôn xin em giúp đỡ, và em luôn giúp anh thoát khỏi khó khăn. Bây giờ anh lại cần sự giúp đỡ của em. Sau khi anh chết, em có thể tiếp tục bầu bạn với anh không? Em xin lỗi, anh yêu, lần này thì em không thể giúp anh được. Người vợ thứ hai đáp, nhiều nhất là em có thể tiến anh ra nghĩa trang. Câu trả lời như xét đánh ngang tai, đánh gục thương gia. Lúc này một giọng nói vang lên, tôi sẽ theo anh. Dù anh đi đâu, thiên đường hay địa ngục thì tôi cũng sẽ theo anh. Vị thương gia nhìn lên và thấy đó là người vợ cả của mình, người mà anh đã lơ là bỏ bê đằng đắng bao nhiêu năm nay. Cô gầy dọc đi trông như bị suy dinh dưỡng lâu ngày. Thương gia vô cùng đau khổ, ân hận nói, đáng lẽ tôi phải chăm sóc cô tốt hơn. Nhưng, trên thực tế, tất cả chúng ta đều có bốn người vợ trong cuộc đời. Người vợ thứ tư là thân thể của chúng ta, dù chúng ta dành thời gian và tinh lực nhiều đến đâu để giữ cho nó luôn trong tình trạng tốt có hình tượng đẹp và đáp ứng mọi nhu cầu của nó nhưng khi thời gian đến thì nó liền rời khỏi chúng ta ra đi người vợ thứ ba là danh tiếng quyền lợi và của cải của chúng ta dù nó đã từng mang lại cho chúng ta bao nhiêu vinh quang thì sau khi chúng ta chết nó sẽ là của người khác người vợ thứ hai là người thân và bạn bè của chúng tôi khi chúng ta còn sống dù họ có thân cận chúng ta đến đâu thì họ cũng chỉ có thể cùng ta đến Nghĩa Trang mà thôi. Người vợ đầu tiên trên thực tế chính là linh hồn của chúng ta. Nó thường bị chúng ta lãng quên khi chạy theo vật chất của cải và hưởng thụ vật chất, để đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mới nhận ra nó tốt đẹp nhất, chân quý nhất, thì lúc đó hối hận cũng đã muộn mất rồi. Câu chuyện thứ 9, Tổ tiên hiền lành, tạo phúc cháu con. Cha mẹ hiền lành để đức cho con hay là đời cha ăn mặn đời con khát nước, những đúc rút này của người xưa cho đến bây giờ, và muôn đời sẽ vẫn còn nguyên giá trị cha mẹ làm điều thiện lương thì con cái sẽ gặp điều thiện lương vậy mới nói tất cả phúc báo của con cái đều liên quan đến cha mẹ muốn con nhận nhiều phúc báo cha mẹ hãy tích đức hành thiện cha mẹ hành thiện tích đức thì con cái được hưởng phúc báo còn cha mẹ gây ác nghiệp thì con phải trả nhiều đời trả cho đến lúc hết thì thôi khi một đứa trẻ được sinh ra người gần gũi nhất với chúng là cha mẹ và mọi hành động lời nói tính cách của con cái đều ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều ví như cha mẹ là người luôn mở lòng từ bi giúp đỡ người nghèo thì con cái từ nhỏ đã nhìn thấy điều ấy đứa trẻ lớn lên cũng sẽ là một người nhân hậu còn nếu như cha mẹ là người lấy oán báo ân thường buông lời cay độc hãm hại người lành thì đứa con khi lớn lên cũng đâu thể nào là người lương thiện vậy mới nói phúc báo của con cái đều liên quan đến cha mẹ cha mẹ làm điều tốt thì con sẽ trở thành người tốt mọi việc chúng ta làm hôm nay đều liên quan phúc báo của con cái chúng ta sau này cha mẹ thường lấy giúp đỡ người khác làm vui con cái sau này sẽ trở nên rộng lượng thích giúp đỡ người khác từ đó có được sự yêu mến và giúp đỡ của những người xung quanh cha mẹ bố thí cho người ăn xin một bát cơm thì con cái sau này nếu xa cơ lỡ vận sẽ có người đưa tay giúp đỡ cha mẹ giúp người một manh áo thì con cái sau này suốt đời no đủ ấm áp cha mẹ trong từng lời nói hành vi đều tràn đầy chân thành thiện lương và nhẫn nại thì sẽ phù hợp với chân lý của vũ trụ đắc được phúc báo của ông trời còn cái vì vậy cũng có thể nhận được sự giáo dục tốt tương lai sáng lạn ngược lại nếu cha mẹ không giữ chữ tín vong ơn bội nghĩa hành xử trái ngược với thiên lý thì con cái không thể nào trở thành người chân thật không có được sự tín nhiệm của những người xung quanh khó có thể thành công trong cuộc sống nếu cha mẹ vun trồng những cái cây thì con cái là người hưởng trái ngọt cha mẹ có tích lũy thì con cái mới nhận được của để dành có một câu chuyện rất hay đáng để chúng ta suy ngẫm một ngày có một đứa bé trai đến cửa hàng và ăn trộm thức ăn vì không nhanh nhẹn thằng bé bị người ta bắt được một người đàn ông trung niên đã cứu thằng bé trả tiền cho người chủ cửa hàng kia đồng thời mua cho thằng bé một ít thức ăn để nó đưa về cho mẹ vì mẹ thằng bé đang bị ốm nhiều năm sau một ông lão mắc bệnh nặng cần phẫu thuật gấp nhưng gia đình ông lại không có đủ tiền. Con gái ông đã định bán đi căn nhà đang ở, nhưng vẫn không đủ tiền để cứu cha. Vậy mà một ngày, cô nhận được lá thư từ bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện, người trực tiếp phẫu thuật cho cha mình. Trong thư ông viết, mọi chi phí phẫu thuật đều bằng không và đã được trả từ 30 năm trước. Người đàn ông trung niên năm nào chỉ đơn giản là xót thương một đứa bé mà cứu nó, ông không hề nghĩ đến 30 năm sau khi ông già yếu, bệnh tật thì thằng bé ngày nào đã là một bác sĩ nổi tiếng, và nó cũng đi tìm ân nhân của mình khắp nơi. Vì ông gieo điều tốt, nên phúc báo để lại cho con gái ông, cô vẫn được ở lại trong ngôi nhà của mình, và vẫn còn cha già để báo hiếu, phụng dưỡng. Người làm cha mẹ gieo chồng ruộng phúc, tích đức làm việc thiện, thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo. Nếu cha mẹ không tích đức hành thiện, kiếm tiền bất chính thì sau này con cháu sẽ chịu nhiều cơ cực, không được hưởng phúc báo từ cha mẹ. Người xưa dạy, nhất đại tố quan cửu đại oan tạm dịch, một đời làm quan, chín đời chịu oán. Nếu bạn là một vị quan tốt là tích phúc báo lớn cho con, cho cháu sau này. Còn nếu bạn là một vị quan tồi chiếm hữu của công thành của tư, mượn công danh để mưu đồ bất chính thì chính là đang tạo nghiệp, tổn phúc báo của con cháu và sau này con cháu sẽ phải chịu những tội nghiệp ấy. Cho đi không phải là hết cho đi là còn mãi, vì cho đi là cha mẹ đang tích đức hành thiện và mọi phúc báo của con cái đều từ những việc làm thiện lương của cha mẹ mà ra. Câu chuyện thứ 10, 70 lượng bạc đổi lấy mạng sống của cả gia đình. Câu chuyện kỳ lạ của ba nhân vật chính sau đây ví như vàng kim trong bùn lầy, chỉ cho thế hệ tương lai chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa của cuộc đời. Kỳ Hiểu Lam đã ghi lại ba điều kỳ lạ ở huyện Tây An, nằm ở phía đông nam của tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh và Thiên Tân ở phía bắc biển bột hải ở phía đông, đồng bằng trung tâm ở Nam Thông và thạch gia trang ở phía tây. Cuộc gặp gỡ của ba nhân vật chính được ví như mỏ cát vàng, chỉ cho thế hệ tương lai chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa cuộc đời. Giúp người không kể công, kể thưởng. Vào thời nhà Thanh, có nhà sai họ Sử ở quận Tây An và người đời sau không còn biết tên của ông là gì. Người này tuy nho nhã nhưng tính tình ngay thẳng, cởi mở, rất coi thường những kẻ gian ác, hành ác. Một ngày nọ, khi anh ta trở về từ quán bạc, anh ta thấy có cặp vợ chồng và một đứa trẻ đang khóc cùng nhau. Người hàng xóm kể lại, ông này không có khả năng trả món nợ nên phải bán vợ để trả nợ. Ngày thường hai vợ chồng đối xử rất tốt với nhau, đứa con còn đang bú mẹ. Bây giờ người phụ nữ phải rời xa họ và gia đình tan hoang, thật đáng thương. Nhà sai họ xử hỏi, anh nợ bao nhiêu? Người chồng nói là 30 lạng bạc. Nhà sai họ xử lại hỏi, anh bán vợ bao nhiêu? Người chồng nói, bán 50 lượng bạc. Sử buột miệng, có thể chuộc lại được không? Người chồng nói, vừa mua khế ước, còn chưa trả tiền, nhưng có thể chuộc được. Sử liền lấy ra 70 lạng bạc vừa thắng được từ quán bạc, đưa cho người chồng và nói với anh ta rằng, 30 lạng bạc dùng để trả nợ, 40 lạng còn lại để dành cho sinh hoạt sau này. Lần sau đừng bán vợ nữa. Vợ chồng đó vô cùng biết ơn Sử, vì vậy họ đã mời anh đến nhà của họ, giết gà và mời rượu để chiêu đãi anh ăn uống xong người chồng lấy cớ đưa con trai ra ngoài khi ra ngoài người chồng nháy mắt với vợ và bảo vợ hãy đi cùng sử để phục vụ anh ta người vợ gật đầu đầy hiểu biết rồi nói những lời âu yếm với sử sử nhận ra điều đó anh ta nói với người vợ với vẻ mặt nghiêm nghị sử mỗ ta nửa đời là đạo tặc nửa đời là nha sai giết người không chớp mắt tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ làm điều gì ô uế với vợ người khác khi người ta trong cơn nguy hiểm nói xong nghiêm nghị bước đi nửa tháng sau ngay sau khi thu hoạch xong ngôi làng của gia đình sử đột nhiên bùng cháy vào ban đêm vào thời điểm này nhà nào cũng chất đống rơm và củi và gia đình sử cũng không ngoại lệ khi tỉnh dậy xung quanh họ là biển lửa sử biết mình không thể lao ra khỏi biển lửa nên đã nhắm mắt ngồi trên giường với vợ con chờ chết trong lúc hoảng hốt anh dường như nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ trên mái nhà rằng thần có lệnh khẩn cấp gia đình sử kia sẽ không chết sau đó một tiếng nổ lớn vang lên và một nửa bức tường phía sau ngôi nhà sụp xuống, và ngọn lửa dường như nhường chỗ, mở ra một lối đi. Sử ôm vợ trên tay trái và con trên tay phải, lao ra khỏi biển lửa như thể có ai đó đang giúp đỡ mình. Sau khi lửa tắt, tổng cộng 9 người trong thôn bị chết cháy, hàng xóm chắp tay nói với ông, "Mấy ngày trước chúng tôi còn cười nhạo ông sau lưng, không ngờ rằng 70 lượng bạc lại cứu được ba mạng người." Kỳ Hiểu Lam, một học giả thời nhà Thanh, tin rằng thần thực sự đã ban phước cho ông trong vấn đề này. Đối với người đóng góp tiền bạc chiếm 4 phần 10 và cự tuyệt giới sắc chiếm 6 phần 10. Thành tâm mà được đắc cứu. Cũng ở quận Tây An, có vợ của hàn thủ là Du Thị, người rất hiếu thảo khi phụng dưỡng bà nội. Vào năm Càn Long thứ 25, bà nội bị mất thị lực, nàng đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho bà nhưng đều vô ích. Một số kẻ xấu nói dối nàng rằng, nếu xẻ thịt của nàng ra, đốt thành đèn dầu, cầu trời phù hộ, mắt của bà sẽ lập tức được chữa lành. Trong lòng lo lắng, nàng đã không suy nghĩ thấu đáo về lời lừa bịp kia mà đã xẻ thịt của chính mình, đun thành dầu rồi châm lửa đốt. Sau hơn 10 ngày, mắt của bà đã sáng trở lại. Du thị ngốc nghếch bị lừa dối, nhưng chính vì sự ngốc nghếch của nàng và sự thành tâm của nàng đã cảm động thần linh, sau đó được thần linh giúp đỡ. Người ăn mày nhặt của rơi không kể công được báo đáp xứng đáng. Vương Hy Thánh, một người ăn mày ở quận Tây An, sinh ra đã bị dị tật, bàn chân co quắp và chỉ có thể di chuyển cơ thể với sự hỗ trợ của đùi và khuỷu tay. Một hôm, thấy bên đường có 200 lượng bạc, anh đã giấu túi bạc vào trong đống cỏ khô, ngồi canh người mất đồ đến lấy. Một lúc sau, Trương Tế Phi, chủ cửa hàng hốt hoảng chạy đến. Vừa nhìn thấy người ăn mày, ông liền hỏi anh ta có nhìn thấy túi tiền rơi không? Ăn mày vương hỏi ông ta đã rơi mất bao nhiêu bạc. Ông chủ trương trả lời rằng mất 200 lượng bằng đúng với số tiền mà hi thánh đã nhặt được vì vậy hi thánh đã lấy tiền ra và trả lại cho ông ta ông chủ trương muốn đưa cho người ăn mày một số tiền như một phần thưởng nhưng hi thánh đã từ chối nhận ông chủ trương đã mời người ăn mày đến nhà của mình để tìm cách hỗ trợ anh trong suốt quãng đời còn lại vương hi thánh nói thân thể tôi sinh ra đã tàn tật đó là sự trừng phạt của thần nếu ăn ở trong nhà ông như vậy là trái với ý trời nhất định sẽ gặp phải tai họa lớn nói xong anh ta kiên quyết rời đi sau đó hi thánh mệt và nằm nghi dưới hiên đền thờ bùi thánh công bùi thánh công là người như thế nào trong sách không có ghi chép theo người dân đã sống ở đó qua nhiều thế hệ lưu truyền lại đền thờ bùi thánh công cầu mưa rất linh bỗng nhiên có một gã say rượu đi ngang qua nhìn thấy hi thánh đang nằm co do liền túm lấy chân của hi thánh và giật mạnh khiến hi thánh thoát tim vì đau sau khi người say rượu rời đi vương hi thánh duỗi chân ra hai bắp chân cong cong trở nên thẳng tắp. Từ đó về sau, ông có thể đi lại bình thường và sống đến năm Càn Long thứ 36. Ông chủ Trương Tế Phi vốn là khách quý của ông nội Kỳ Hiểu Lam. Kỳ Hiểu Lam đã từng gặp ông và nghe ông kể về sự việc kỳ lạ này. Đáng lẽ những việc làm tốt của người ăn mày Vương Hy Thánh nên được đền đáp, nhưng anh ta bằng lòng với số phận của mình và không nhận phần thưởng. Vì vậy, ông trời đã ban cho anh một phần thưởng xứng đáng. Con người thì luôn cho rằng nó là ngẫu nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó lại ẩn chứa những chân lý cuộc sống rất sâu sắc, đó là làm điều lành sẽ gặp phúc báo. Câu chuyện thứ 11, Thiện Lương cũng cần có trí huệ, câu chuyện bát mì cuối năm. Đây là câu chuyện có thật, xảy ra vào ngày 31 tháng 12 cách đây rất nhiều năm tại quán mì Bắc Hải Đình trên đường phố Chát Hoàng, Nhật Bản. Đêm ấy cũng chính là đêm giao thừa. Đêm giao thừa cùng gia đình ăn một tô mì là phong tục truyền thống của người Nhật Bản. Vì vậy, đến ngày này, hầu như quán mì nào cũng rất đông khách, đắt hàng. Bắc Hải Đình cũng không ngoại lệ. Hôm ấy, Bắc Hải Đình gần như cả ngày đều đông khách, mãi đến hơn 10 giờ đêm khách mới thưa thớt dần. Những ngày bình thường, giờ này vẫn còn rất đông người qua lại trên đường nhưng hôm nay ai ai cũng mau chóng trở về nhà sớm một chút để kịp đón giờ phút giao thừa. Vì vậy, trên đường phố phút chốc trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Đêm giao thừa, khi người khách cuối cùng rời khỏi quán, Bà chủ đang định kéo cánh cửa tiệm lại thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra nhẹ nhẹ. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai cậu con trai bước vào. Đứa lớn ước chừng khoảng 10 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi, cả hai đều mặc bộ quần áo thể thao giống nhau còn người phụ nữ kia mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ đã lỗi thời. Bà chủ lên tiếng, "Xin mời ngồi." Người phụ nữ rụt rè nói, "Có thể cho chúng tôi một bát mì được không ạ?" À? Hai đứa bé đứng yên lặng đằng sau mẹ và đưa mắt nhìn chăm chú. Đương nhiên, đương nhiên là có thể, mời ngồi qua bên này." Bà chủ quán dẫn họ tới bàn số 2 rồi hướng vào trong bếp hô to, "Cho một bát mì." Ông chủ liếc mắt nhìn ba mẹ con rồi lặng lẽ nấu một bát mì lớn đầy tràn, cả bà chủ và khách đều không biết. Ba mẹ con người phụ nữ ăn chung một bát mì rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa khe khẽ nói chuyện. "Ngon quá." đứa lớn nói. "Mẹ, mẹ cũng ăn thử đi." đứa nhỏ vừa nói vừa gắp một miếng đưa vào miệng mẹ chỉ trong chốc lát họ đã ăn hết bát mì, người mẹ thanh toán cho chủ quán 150 đồng. Ba mẹ con họ cùng đồng thanh khen, thật là ngon. Cảm ơn ông bà, rồi họ cúi chào và bước ra khỏi quán. Ông chủ bà chủ cũng đồng thanh đáp trả, cảm ơn quý khách, chúc quý khách năm mới vui vẻ. Một năm trôi qua, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình chẳng mấy chốc đã đến giao thừa năm sau. Bắc Hải Đình vẫn làm ăn rất phát đạt. So với năm ngoái, đêm giao thừa năm nay họ có vẻ còn bận rộn hơn. Hơn 10 giờ, bà chủ đang định đóng cửa thì cánh cửa lại bị kéo ra nhẹ nhẹ. Bước vào tiệm mì là một người phụ nữ trung niên và hai đứa trẻ. Bà chủ quán nhìn thấy cái áo khoác kẻ caro cũ kỹ lối thời liền lập tức nhớ lại vị khách hàng cuối cùng đêm giao thừa năm ngoái. "Có thể nấu cho chúng tôi một bát mì được không ạ?" "Đương nhiên, đương nhiên, mời vào trong ngồi." Bà chủ quán vừa dẫn họ đến chỗ ngồi bàn số 2 và cất tiếng cho một bát mì. Ông chủ quán một tay châm lửa lên bếp vừa mới tắt và lên tiếng, "Được, được, một bát mì." Bà chủ đi vào bếp nói nhỏ với ông chủ, "Này ông, nấu cho họ ba bát mì có được không?" "Không được đâu, nếu mình làm như thế chắc họ sẽ thấy ngại đấy." Ông chủ trả lời như thế nhưng lại lấy thêm mì đủ ba người ăn cho vào nước, bà chủ đứng bên cạnh mỉm cười và nói, nhìn ông có vẻ khô khan nhưng xem ra tấm lòng không đến nỗi nhỉ. Ông chủ yên lặng làm một bát mì lớn thơm ngào ngạt rồi đưa cho bà chủ mang ra. Ba mẹ con người phụ nữ lại ngồi quanh bát mì, vừa ăn vừa nói chuyện. Những câu chuyện của họ cũng lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán. Thơm quá, thơm quá, ngon thật. Năm nay chúng ta còn có thể được ăn mì Bắc Hải Đình, quả là may mắn. Sang năm lại được đến đây ăn thì tốt quá. Sau khi ăn xong, người mẹ lại thanh toán 150 đồng và chào ra về cảm ơn quý khách chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhìn bóng lưng ba mẹ con người phụ nữ hai vợ chồng ông chủ đàm luận một hồi lâu đêm giao thừa năm thứ ba bắc hải đình vẫn rất đông khách ông bà chủ bận đến mức không có thời gian để trò chuyện nhưng đã đến chín rưỡi tối hai vợ chồng họ bắt đầu có chút bất an đến 10 giờ nhân viên trong quán đều đã nhận được bao lì xì và ra về Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là 200 đồng bát mì và thay vào đó giá của năm ngoái 150 đồng bát mì. Trên bàn số 2, bà chủ đã đặt lên đó bảng đã đặt chỗ vào 30 phút trước. Dường như ba mẹ con người phụ nữ ấy đợi cho khách rời hết mới bước vào. Đến 10 giờ 30 phút cả ba mẹ con họ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đứa lớn mặc bộ quần áo đồng phục còn đứa em mặc bộ quần áo của anh nên nhìn hơi rộng một chút, cả hai anh em đều đã lớn hơn rất nhiều người mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác kẻ ca dô cũ kỹ và lỗi thời như hai năm trước mời ngồi mời ngồi bà chủ nhiệt tình mời họ vào tiệm ngồi nhìn vẻ tươi cười của bà chủ người phụ nữ dè dặt nói phiền bà phiền bà nấu cho chúng tôi hai bát mì được không được tất nhiên là được mời ngồi qua bên này bà chủ dẫn họ đến bàn số hai rồi nhanh nhẹn giấu tấm biển đặt chỗ trước đi rồi hướng vào bếp gọi cho hai bát mì được Hai bát mì. "Xong ngay đây." Ông chủ vừa nói, tay vừa cho thêm ba vắt mì vào nồi nước nấu. Ba mẹ con họ vừa ăn mì vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai vợ chồng ông bà chủ đứng ở chỗ nấu ăn nhìn họ vui vẻ, trong lòng cũng vui theo. "Tiểu Thuần và con trai cả này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn hai con, cảm ơn hai con rất nhiều." "Tại sao lại cảm ơn chúng con ạ?" À? Là như thế này, vụ tai nạn của cha các con đã khiến cho tám người bị thương công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần số tiền này, số còn lại chúng ta phải trả. Mấy năm qua, mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 50.000 đồng. À, chuyện này thì chúng con biết rõ rồi mẹ, đứa lớn trả lời. Bà chủ cũng lặng lặng lắng nghe. Lẽ ra là phải trả đến tháng 3 sang năm mới trả hết, nhưng mà năm nay mẹ đã nộp xong rồi. Mẹ, thật vậy sao? Ừ, mẹ nói thật, bởi vì anh cả rất chăm chỉ đi đưa báo còn tiểu thuần thì giúp mẹ đi chợ nấu cơm khiến cho mẹ có thể an tâm công tác công ty mẹ đã phát cho mẹ một phần thưởng đặc biệt vì vậy hôm nay mẹ đã đem số tiền đó trả hết phần nợ còn lại rồi mẹ anh trai thật sự là quá tốt rồi nhưng mà sau này mẹ hãy cứ để cho tiểu thuần nấu cơm nhé con cũng muốn tiếp tục đi đưa báo tiểu thuần cố gắng lên nhé mẹ cảm ơn hai con thật sự cảm ơn hai anh em Tiểu Thuần và con còn có một bí mật mà chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng 11, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến tham dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn viết một bức thư đặc biệt nói là bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết được, vì vậy hôm đó con đã thay mặt mẹ đến tham dự ạ. À. Chuyện này là thật sao? Sau đó thì thế nào? Thầy giáo ra đề bài là: "Nguyện vọng của em là gì?" tiểu thuần đã viết về bát mì và đã được đọc trước cả lớp ạ tiểu thuần viết là cha của em bị tai nạn xe cha mất đi để lại nhiều nợ nần vì để trả nợ mẹ em đã làm việc quên mình từ sáng đến đêm ngay cả việc con hàng ngày đi đưa báo em cũng viết ra hết em còn viết cả vào đêm giao thừa ba mẹ con cùng ăn chung một bát mì vô cùng ngon mặc dù ba người chỉ ăn một bát mì nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn nói lời cảm ơn lại còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, nhanh chóng trả hết phần nợ nần còn lại. Vì vậy, Tiểu Thuần viết rằng sau này lớn lên muốn mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản và cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: Cố gắng lên, chúc quý khách hạnh phúc, cảm ơn quý khách. Đứng sau bếp, hai vợ chồng ông chủ nghe những lời này liền ngồi sụp xuống lấy khăn lau những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt. Ba mẹ con họ lặng lẽ nắm chặt tay nhau vỗ vai động viên nhau và cùng ăn hết hai bát mì rồi trả 300 đồng, nói lời cảm, cúi chào ra về. Nhìn bóng dáng của ba mẹ con họ, ông chủ quán nói theo, cảm ơn quý khách, năm mới vui vẻ. Lại một năm nữa trôi qua, đêm giao thừa, 9 giờ 30 phút tối, bà chủ lại đặt biển đã đặt chỗ lên bản số 2 nhưng ba mẹ con người phụ nữ kia đã không đến. Năm sau, năm sau nữa, vẫn không thấy ba mẹ con họ xuất hiện. Tiệm mì Bắc Hải Đình làm ăn ngày một phát đạt, toàn bộ đồ đạc và bàn ghế đã được thay mới duy chỉ có bàn số 2 là vẫn được để nguyên như cũ. Rất nhiều ngày 31 tháng 12 qua đi, nhưng chiếc bàn hai vợ chồng chủ quán dành tặng ba vị khách năm nào vẫn luôn còn trống. Và vào một ngày 31 tháng 12 của rất nhiều năm sau đó, khi khách khứa tấp nập vào quán mì Bắc Hải Đình vừa ăn, vừa chờ tiếng chuông giao thừa như thường lệ, thì có hai thanh niên mặc vest, tay cầm áo khoác ngoài đẩy cửa bước vào. Bà chủ đang định nói, thật xin lỗi, quán đã hết chỗ rồi. Thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc bộ kimono đi đến, đứng giữa hai người thanh niên trẻ, cất lời: "Phiền bà, phiền bà, cho chúng tôi ba bát mì được không?" Bà chủ chợt biến sắc, đã mười mấy năm rồi, hình ảnh người phụ nữ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về khiến bà choáng váng. Đứng sau bếp nấu, ông chủ cũng choáng váng, đưa ngón tay chỉ vào ba người khách rồi lắp lắp nói không lên lời: "Các vị, các vị là..." Một trong hai người thanh niên nhìn bà chủ và đáp: Vâng, vào một ngày cuối năm cách đây 14 năm, ba mẹ con cháu đã tới đây gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó mà ba mẹ con cháu có thêm nghị lực để sống tiếp. Sau đó, ba mẹ con cháu chuyển đến nhà bà ngoại cháu ở huyện Tư Hạ sinh sống. Cháu đã thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập ở khoa nhi đồng của bệnh viện Kinh Đô. Tháng 4 sang năm cháu sẽ đến làm việc tại bệnh viện Tổng hợp Chát Hoàng ngạ Hôm nay chúng cháu đến chào hỏi bệnh viện, thuận tiện viếng thăm mộ của cha cháu em cháu không trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản như hồi nhỏ mơ ước, bây giờ đang làm việc ở ngân hàng Kinh Đô. Ước nguyện bấy lâu nay của ba mẹ con cháu là được đến hỏi thăm hai bác và ăn mì Bắc Hải đi ạ. Hai vợ chồng ông chủ quán mì vừa nghe, vừa gật đầu mà nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi ngay gần cửa ra vào đang ăn liền nuốt vội và nói, Này ông bà chủ, hai người làm sao thế? Chuẩn bị hơn 10 năm nay giờ mới được gặp mặt, còn không mau tiếp khách rồi chiêu đãi họ đi à? Nhanh lên đi. Bà chủ cuối cùng bừng tỉnh rồi vỗ vào vai ông chủ hàng rau, cười nói: "Phải rồi, xin mời, xin mời. Mời ngồi bàn số 2 cho ba bát mì nhé." Ông chủ đang ngây người, vội vàng lau nước mắt trả lời: "Được, được. Ba bát mì có ngay đây." Đây có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất trong cuộc đời ông bà. Cảm ngộ, sự tinh tế của ông chủ thật là đáng khen, người ta nói rằng làm việc thiện cũng cần phải có trí huệ quả không sai. Bạn giúp người khác lúc khó khăn điều đó cần phát ra từ chân tâm chứ không nên gượng ép, làm việc thiện mà như bố thí thì đã không còn là làm việc tốt nữa rồi. Cho người ta cái gì, giúp người ta cái gì thì cũng nên để lại cho người ta chút danh dự, cho người khác đường lui cũng là cho mình một đường lui. Câu chuyện thứ 12, bạn hãy yên tâm, ông trời sẽ không bỏ mặc người tốt. Ở đời sống khôn khéo không khó, cái khó là làm người thiện lương. Dưới đây là hai câu chuyện có thật ai đã từng nghe qua đều phải cảm thán thốt lên rằng, nhân nào quả đó, người có thiện tâm, ắt gặp thiện quả. Có một câu chuyện từng xảy ra trên đường cao tốc ở Basso County, bang Texas, Mỹ vào tháng 6 năm 1930. Tối hôm đó, trong lúc Fox, đội trưởng đội tuần tra giao thông đang trực ban thì phát hiện có xe chạy quá tốc độ. Đội trưởng Fox lập tức lấy xe mô tô đuổi theo. Không may là khi xe đuổi gần tới nơi thì Fox không làm chủ được tốc độ của mình xe của anh đâm sầm luôn vào phía sau chiếc xe hàng chạy quá tốc độ kia khiến fox chấn thương nặng ở đùi động mạch bị đứt máu chảy rất nhiều người có chút hiểu biết về y học đều biết động mạch bị đứt nếu như không cấp cứu kịp thời thì rất nguy cấp đến tính mạng người tài xế xe hàng chạy quá tốc độ tên là smith phát hiện cảnh sát đuổi theo mình bị thương nặng và đang nằm trên vũng máu theo lý người tài xế này hoàn toàn có thể bỏ chạy mà không để lại dấu vết gì tuy nhiên anh này đã dừng xe lại giúp người cảnh sát cầm máu đồng thời gọi điện cho xe cảnh sát cứu hộ đến hành động của người tài xế nói thì dễ nhưng không phải ai cũng có thể làm được bởi tai nạn xảy ra là do lỗi tại ở mình vậy mà smith đã làm được điều ấy đó là khi sự việc phát sinh niệm đầu tiên chính là suy nghĩ cho người khác trước thay vì chạy trốn để bảo toàn sự an toàn cho mình anh đã dũng cảm ở lại giúp người đang nguy cấp nhân quả tuần hoàn thiện ác hữu báo vào một ngày của năm năm sau hôm ấy người đội trưởng năm xưa đang đi tuần tra trên đường đột nhiên nhận được điện thoại thông báo gấp nói rằng trên đoạn đường ông đã xảy ra một vụ tai nạn sau khi nhận được thông báo ông lập tức đến kiểm tra hiện trường phát hiện một người đang nằm hôn mê bất tỉnh trong xe chân anh ta đang bị thương rất nặng động mạch chủ bị đứt máu không ngừng chảy người đội trưởng nhanh chóng tiến hành băng bó sơ cứu để cầm máu cho nạn nhân sơ cứu xong xuôi trong lúc đợi xe cứu thương tới ông mới để ý kỹ khuôn mặt người bị nạn. Thoáng chút giật mình, đây chẳng phải là Smith người lái xe hàng chạy quá tốc độ 5 năm về trước đã cứu sống mình hay sao? Đây quả là một sự trùng hợp kỳ lạ, sự việc sau khi được lan truyền ra, tất cả mọi người đều phải thốt lên rằng, nhân nào quả đó, người có thiện tâm, ắt gặp thiện quả. Kỳ thực nhân quả hiếu báo xưa nay cũng chẳng phải là chuyện hiếm, những câu chuyện như trên cũng từng xảy ra không ít lần. Dưới đây là một câu chuyện khác xảy ra vào năm 2006 tại Trung Quốc. Sự việc cũng thần kỳ không kém khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Câu chuyện này sau đó không chỉ được kênh truyền hình Giang Tây phát sóng rộng rãi mà còn được chọn đăng trên tạp chí tịnh thổ với tiêu đề Tây Phương có Phật vào năm 2007. Câu chuyện bắt đầu khi cô con gái 5 tuổi của một cô giáo trẻ bị mắc bệnh ung thư máu. Cả gia đình đã dồn hết tất cả tiền bạc để chữa trị cho con nhưng đều vô vọng. Bác sĩ yêu cầu phải tiến hành ghép tủy Ngoài ra không còn phương pháp cứu chữa nào khác. Cô giáo trẻ vì một lòng muốn cứu chữa cho con nên đã yêu cầu bệnh viện tiến hành xét nghiệm tủy của mình, cô muốn chính mình hiến tủy cho cô con gái bé nhỏ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không như ý. Điều không may là kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của cô với con gái không tương thích nhưng lại tương thích với một bé trai 7 tuổi khác trong thành phố. Nhân viên xét nghiệm thấy vậy đã khuyên cô hiến tủy cho bé trai 7 tuổi xa lạ kia nhưng người nhà của cô đã một mực từ chối với lý do nếu cô hiến tùy có vấn đề gì thì gia đình cô sẽ ra sao. Người mẹ của bé trai 7 tuổi sau khi biết được thông tin đã dẫn cả con mình đến nhà nữ giáo viên, quỳ xuống trước mặt cô xin cứu mạng. Khi vừa thấy bé trai với khuôn mặt yếu ớt nhợt nhạt, cô giáo trẻ đã không cầm được nước mắt, cô nhận lời đồng ý. Vì tế bào cần phải tăng trưởng đến một số lượng nhất định mới có thể tiến hành cấy ghép vậy nên trước khi phẫu thuật bệnh viện đã cung cấp thuốc cho cô uống để kích thích tế bào tăng trưởng thuốc này sau khi dùng sẽ có tác dụng phụ rất lớn ví như cơ thể khó chịu người phát sốt triền miên hơn nữa thuốc cũng không thể dùng được quá nhiều mà cần phải có một thời gian tương đối dài người mẹ trẻ vì nhớ con gái nằm viện lại sợ thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu bé nên đã yêu cầu rút ngắn liệu trình trị liệu xuống trong suốt quá trình uống thuốc cả ngày cô đều trong tình trạng sốt cao cơ thể lúc nào cũng tầm 40 độ. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà cô đã hoàn thành sớm việc phẫu thuật ghép tủy cho cậu bé xa lạ. Người mẹ cậu bé vì để cảm ơn ân nhân cứu mạng con mình đã tặng cô 50.000 nhân dân tệ, khoảng 168 triệu Việt Nam đồng. Nhưng dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, nữ giáo viên vẫn quyết định từ chối không nhận. Cô nói quá trình điều trị cho cậu bé vẫn còn dài, số tiền đó nên để dành cho cậu bé. Mẹ cậu bé đã vô cùng cảm động, bà đã đến đài truyền hình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nữ giáo viên sau khi tin tức được truyền ra có rất nhiều người đều cảm thán mà thốt lên rằng cô ấy đúng là người tốt nghe cứ như chuyện thần thoại vậy cô giáo trẻ thiện lương sau khi tin tức được truyền ra thị trấn nhỏ nơi nữ giáo viên sinh sống không khỏi xôn xao mọi người hưởng ứng quyên góp tiền để cô chữa bệnh cho con có một chàng trai từ quê lên thành phố làm thuê sau khi nghe được tin này đã mang toàn bộ 300 nhân dân tệ tiền tiết kiệm của mình quyên góp cho cô giáo trẻ. Ngờ đâu mấy hôm sau đó, người này lại tìm đến nhà ngỏ ý xin lại 300 nhân dân tệ mà mình đã quyên góp hôm trước, đồng thời còn muốn mượn thêm 20.000 nhân dân tệ nữa. Nguyên nhân bởi cha cậu ở quê nhà đột nhiên mắc bệnh ung thư dạ dày, giờ đang nằm trong viện nhưng không có tiền chữa trị, còn thiếu hơn 20.000 nhân dân tệ nữa mới đủ tiền phẫu thuật. Gia đình nữ giáo viên ai nấy đều tỏ vẻ phẫn nộ cho rằng đã gặp phường lừa đảo nên đã đem 300 nhân dân tệ trả lại cho chàng trai, số 20.000 nhân dân tệ còn lại thì kiên quyết không cho mượn. Tuy nhiên, nữ giáo viên với tấm lòng nhân hậu lại cảm thấy chàng trai này không hề lừa mình. Cô đã âm thầm đến bệnh viện mà cậu ta nói, kết quả phát hiện mọi chuyện đúng như vậy. Cha cậu ấy vừa kiểm tra phát hiện ung thư dạ dày, giờ đang đợi tiền viện phí để phẫu thuật nhưng vẫn còn thiếu hơn 20.000 nhân dân tệ nữa mới đủ. Sau khi điều tra xong, nữ giáo viên đã về nhà lấy tiền mang cho chàng trai mượn để chữa bệnh cho cha mình kỳ tích xuất hiện bệnh bé gái không chị mà khỏi thời gian như nước chảy qua cầu từng ngày từng ngày trôi qua đi bệnh viện người nhà và bạn bè thân hữu đều nỗ lực xét nghiệm tùy nhưng đều không có ai thích hợp tiền bạc chi dùng cũng đã tới ngày cạn kiệt bệnh viện cũng tỏ vẻ lắc đầu không còn hy vọng tình cảnh ngặt nghèo hy vọng lụi tàn nữ giáo viên đành phải ôm con trong nước mắt Cô đưa con về nhà với nguyện vọng được sống bên con những ngày tháng cuối cùng tại gia đình. Thế nhưng trời cao luôn tỏ lòng người, người thiện lương trên đời ắt được trở che. Giữa lúc mọi hy vọng tưởng như đều không còn, thì thần tích đã triển hiện. Trong lúc buông xuôi cho số phận, cô con gái của nữ giáo viên lại ngày ngày khởi sắc phục hồi, cơ thể mỗi ngày một khỏe mạnh hơn xưa, da rẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, và cuối cùng đã bình phục hoàn toàn. Một lần nữa sự việc này đã làm chấn động cả một vùng các chuyên gia huyết học chen chúc nhau đến hy vọng có thể tìm hiểu nguyên nhân không trị mà khỏi. Các chuyên gia đều nhìn nhận rằng cho dù bé gái có được ghép tùy đi chăng nữa thì cơ hội phục hồi cũng chỉ là 50%. Cuối cùng mọi người đều phải công nhận, đây chính là kỳ tích mà khoa học hiện đại không thể chứng minh. Quả là vạn sự trên đời tất cả đều tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt, người thiện lương ắt được an bài, vượt qua nghịch cảnh đều là một chữ tâm. Cuộc sống trở nên tốt đẹp, chính là nhờ vào lòng yêu thương của mỗi người. Nhân sinh trong kiếp hồng trần, cho dù là ai cũng chẳng thể lúc nào đều gặp hoa tươi và đường thẳng, ít nhiều đều gặp phải trông gai lận đận, đường cong ngõ hẹp, bụi rậm nhiều gai. Thế nên, khi thân trong thuận cảnh, gió thuận buồm căng chúng ta nếu có thể giang tay giúp người, thì đến khi gió lệch thuyền chênh mới mong có người giúp đỡ, đường đời cũng mới mong được bền chân vững bước. Với một tấm lòng thiện lương và tràn đầy niềm hy vọng, thì dẫu phúc chưa đến, họa cũng đã rời xa. Câu chuyện thứ 13, khoan dung, tha thứ cho người khác là tạo phúc báo cho chính mình. Người xưa có câu nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có chi âm. Sống ở đời ai mà chẳng một lần phạm phải lỗi lầm, chừa cho người khác một đường lui cũng là thiện đãi chính mình. Tha thứ cho hạ thần, nhà vua được báo ơn. Vào thời xuân thu ở Trung Quốc, Sở Trang Vương nổi tiếng là một ông vua vô cùng sáng suốt, nhân từ. Chuyện kể rằng, và một hôm sở trang vương cho bảy yến tiệc thết đãi các đại thần. Hoàng cung khi ấy vô cùng náo nhiệt. Sở trang vương cũng cao hứng, cho gọi người thiếp được sùng ái của mình là tử tế đến để rót rượu mời mọi người. Bỗng nhiên có một cơn gió lớn nổi lên thổi tắt hết đèn nến trong cung điện. Khi ấy, một quan viên trong đêm tối, lỡ tay kéo áo chọc ghẹo tử tế. Người thiếp của vua lúc đó cũng vô tình quở tay giật đứt giải mũ của ông này rồi tâu lên sở trang vương, muốn thắp đèn nến lên tìm xem ai là người đã chọc ghẹo mình việc đùa giỡn ái phi của vua có nghĩa là làm nhục đến nhà vua là hành vi đại nghịch và coi thường đạo lý vua tôi nhưng khi nghe từ tế tâu xong sở trang vương nghĩ một lát rồi cất giọng nói to quan hãy châm nến hôm nay chấm muốn cho các khanh được vui vẻ sảng khoái không cần phải mũ áo thật chỉnh tề mọi người hãy giật đứt hết các giải mũ thì mới vui văn võ bá quan nghe vậy thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng lệnh vua không ai dám trái vậy nên các đại thần văn võ lần lượt giật đứt giải mũ của mình. Nhờ vậy mà người chiêu gẹo thiếp yêu của sở trang vương không bị lộ mặt. Tử tế thế vậy vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Yến tiệc kết thúc, nàng đến than thở với sở trang vương. Lúc này, sở trang vương nói, hôm nay ta mời mọi người uống rượu. Việc mọi người uống rượu say, quên cả lễ phép, rồi xảy ra chuyện này cũng là chuyện có thể lượng thứ. Không nên trừng phạt, kẻ sĩ đều vì nước, làm sao có thể sỉ nhục tướng sĩ của mình để tỏ lòng trong trắng nghe xong lời sở trang vương vị phi tần gật đầu đồng tình và cũng bằng lòng bỏ qua chuyện này khoảng hai năm sau nước sở và nước tấn xảy ra giao tranh qua năm trận kịch chiến quân sở có một võ tướng liều mình tả sung hữu đột không màng sống chết luôn đi tiên phong dưới sự chỉ huy của vị tướng này các binh lính được tiếp thêm sức mạnh dũng cảm lao lên chiến đấu quân sở nhờ vậy mà trăm trận thắng luôn sau này sở trang vương lấy làm lạ bèn cho gọi võ tướng trên đến hỏi ngọn ngành thì vị võ tướng ấy thưa rằng thần chịu nghĩa xưa đội ơn giày của bệ hạ đã tha cho tội khi quân vốn mong muốn liều chết để báo đền ân đức của bệ hạ đến nay thần mới có dịp thân là tưởng hùng người năm xưa đã trêu ghẹo cung nữ của bệ hạ trong tiệc rượu sống ở đời ai mà không có lỗi lầm nhưng nếu mỗi người đều biết nhìn vào chỗ tốt của người khác chừa lại cho nhau một đường lui thì cũng là thiện đãi chính mình chừa cho địch đường lui Tào Bân thu phục dân thành Kim Lăng. Tào Bân là một đại thần khai quốc của triều đại nhà Tống, có công thống nhất Tây Vực và Nam Đường. Mặc dù là một đại tướng quân oai phong lừng lẫy thiên hạ, nhưng Tào Bân lại vô cùng nhân từ. Khi Tào Bân dẫn quân tiến đánh Nam Đường, mặc dù đã vây hãm được thành Kim Lăng nhưng ông lại lệnh cho quân sĩ tạm hoãn công thành, không đánh ngay, đồng thời nhiều lần gửi thư cho Nam Đường hậu chủ Lý Dục, người đang chấn thủ trong thành. Tào Bân viết, tình thế đã đến nước này, việc nam đường bại trận cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhưng tiếc rằng nếu công phá thành thì ngọc đá đều nát dân chúng trăm họ phải rơi vào cảnh lầm than nếu ngài có thể quy thuận triều tống thì chính là thượng sách vậy khi thành kim lăng sắp bị công phá lý dục vẫn ngoan cố thả chết không chịu hàng tảo bân lúc này đột nhiên cáo bệnh không thể tiến quân công phá kim lăng khiến các tướng lĩnh đều đến hỏi thăm tảo bân nói với các tướng sĩ rằng bệnh của ta không thuốc gì có thể chữa khỏi nhưng chỉ cần mọi người thành tâm thành ý thể nguyện khi phá thành kim lăng quyết không được giết hại một người nào như vậy thì bệnh của ta tự nhiên có thể khỏi hẳn sau khi nghe lời nói của tào bân ba quân tướng sĩ vô cùng cảm kích dập đầu xin vâng họ thắp hương cắt máu ăn thể rồi phát thể nguyện đúng như lời tào bân nói chẳng ngờ lời này của tào bân sau đó đến tai dân chúng thành kim lăng trăm họ biết được đều cảm phục tấm lòng nhân đức của tào bân lý dục vốn ngoan cố khi nghe xong cũng vô cùng cảm kích cởi giáp quy hàng lý dục và dân chúng thành kim lăng sau đó đã cùng nhau ra nghênh đón quan quân nhà tống trận đánh này vì sự khoan dung độ lượng của tảo bân nên không cần dùng một binh một tốt nào mà vẫn giành thắng lợi vừa bảo toàn quân sĩ lại giúp cho hàng vạn bá tánh giữ được sinh mệnh có câu nói lùi một bước biển rộng trời trong nhường ba phần sóng yên gió lặng nghĩ cho người khác trước khoan dung độ lượng không dồn người khác vào đường cùng cũng là mở ra cho mình một con đường sống. Câu chuyện thứ 14, người thợ sơn thuận tay là một việc nhỏ, hôm sau chủ thuyền đem cả gia tài đến lại tạ cảm ơn. Khi sơn con thuyền, người thợ phát hiện ra một lỗ thủng nhỏ, phải tinh mắt lắm mới có thể nhận ra. Thuận tay, anh ta tìm vật liệu cẩn thận chám lại lỗ thủng ấy. Có một chủ thuyền quyết định tân trang cho con thuyền đã cũ của mình, nên gọi một người thợ sơn tới và yêu cầu anh ta sơn chiếc thuyền đẹp nhất có thể cho ông như thỏa thuận của họ, người thợ sơn mang sơn và đồ nghề đến, cẩn thận xem xét mài rũa rồi sơn con thuyền theo đúng màu yêu cầu của chủ thuyền. Trong khi sơn con thuyền ấy, người thợ phát hiện ra ở thân thuyền có một lỗ thủng nhỏ, phải tinh mắt lắm mới có thể nhận ra. Thuận tay, anh ta tìm vật liệu cẩn thận trám lại lỗ thủng ấy. Sau khi tân trang xong toàn bộ con thuyền, người thợ nhận tiền công rồi rời đi, cũng không nhắc gì đến chuyện mình vừa vá lỗ thủng nhỏ cho con thuyền. Anh ta trộm nghĩ rằng việc bé như vậy tiện tay làm thôi không cần phải nói tới làm gì hơn nữa tiền công nhận cũng đã xứng đáng tưởng rằng mọi việc đã kết thúc ở đây thế nhưng hóa ra mọi việc chưa dừng lại hôm sau chủ thuyền tìm đến tận nhà người thợ sơn tận tay mang theo cả tiền bạc và mấy món quà quý giá đến chắp tay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình người thợ sơn vô cùng ngạc nhiên hôm qua ông đã trả tiền công đầy đủ cho tôi rồi mà sao hôm nay ông lại tìm đến đây để làm gì vậy chủ thuyền chắp tay thêm lần nữa đó là tiền công cho việc sơn thuyền còn hôm nay tôi đến đây tặng anh là để tạ ơn anh đã chám lại cái lỗ thùng trên thuyền của tôi hiểu ra được lý do người thợ sơn vội xua tay đó chỉ là chuyện vặt thôi tôi thấy có lỗ thùng nhỏ nên tiện tay lấy vật liệu chám nó lại thôi mà tiền công ông trả đã đủ rồi ông bận rộn như vậy không cần phải cất công đến tận đây chủ thuyền xua xua tay giọng bỗng trầm xuống anh bạn anh chưa hiểu tôi nói gì đâu để tôi kể cho anh nghe chuyện này khi tôi nhờ anh sơn cho tôi con thuyền do quá bận rộn nên tôi chỉ nhớ đến việc sơn thuyền mà quên không nói cho anh biết là con thuyền đã bị thủng một lỗ bé xíu thế nhưng sau khi anh sơn xong và nước sơn đã khô bọn trẻ nhà tôi thấy con thuyền mới màu sắc đẹp quá nên phấn khích rủ nhau đi câu cá mà không nói gì với tôi hết khi đó tôi đi vắng nên không hề biết sự việc này lại xảy ra sau khi về nhà được người nhà thông báo các con đã đi câu cá bằng chiếc thuyền ấy, tôi đã nhớ ra cái lỗ thủng nguy hiểm ấy. Tôi cuống cuồng sợ hãi, vội chạy ra con sông đó để cứu chúng, thì thấy chúng chuẩn bị trở về và bình an vô sự. Tôi liền kiểm tra con thuyền và thấy rằng anh đã biết cái lỗ thủng ấy rồi. Anh đã làm gì anh biết không? Tôi đội ơn anh, anh đã cứu sống các con tôi. Thậm chí tôi không có đủ tiền để trả cho hành động không đáng nói đó của anh mấy thứ quà tặng này quá nhỏ bé so với việc anh đã cứu cả nhà tôi qua đại nạn mong anh hãy nhận chúng để tôi vui lòng có nhiều người đi làm nhưng vẫn có tư duy rằng họ sẽ chỉ làm những việc trong bổn phận của mình ngoài đó ra những việc khác họ sẽ không quan tâm không lo chuyện bao đồng vì sẽ chỉ khiến họ mất thời gian vô ích nếu bạn cũng nghĩ như vậy có lẽ không sai và cũng không ai có thể trách được bạn nhưng họ đã làm mất cơ hội để giúp đỡ người khác thậm chí giúp cho họ tránh khỏi những khó khăn tai ương mà họ có thể sẽ gặp phải bởi sự vô tâm của bạn. Ngoài ra, trên đời này chẳng ông chủ nào là không coi trọng những người làm việc vừa chăm chỉ, hiệu quả lại có trách nhiệm. Họ chính là những nhân tài không bao giờ lo thiếu việc, cũng không bao giờ lo nghèo khó, sớm muộn cũng sẽ đạt được thành công và có một cuộc sống sung túc. Câu chuyện thứ 15, 20 cách tích đức trong cuộc sống hàng ngày. Ông bà ta thường nói, có đức mặc sức mà ăn. Câu nói ấy vừa là đề cao tầm quan trọng của đức cũng là muốn dân dạy rằng, con người dù làm gì cũng phải coi trọng đức, tích đức. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Trải qua hàng ngàn năm, cổ nhân đã đúc kết ra những bài học quý giá và lưu truyền lại cho hậu thế. Dưới đây là 20 cách tích đức mà ngay cả khi không có điều kiện vật chất, mỗi người vẫn có thể làm được. một Khẩu đức, tích đức từ lời nói. Có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Ngay cả khi cần nói thẳng, chúng ta vẫn nên xuất phát từ thiện ý thì người nghe sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Trước khi nói lời lạnh như băng, chúng ta hãy hâm nóng nó lên một chút. Trước khi nói lời phê bình người khác, chúng ta hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Lời nói là có sức mạnh vô cùng, nó có thể cải biến một con người, bởi vậy mà cổ nhân vẫn dạy, một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. 2 trường đức tích đức từ đôi tay trong cuộc đời mỗi người đều cần tiếng vỗ tay tán thường của người khác bởi vì ủng hộ khen ngợi người khác đúng lúc sẽ tạo ra một động lực một sức mạnh vô cùng lớn cho người tiếp nhận người có thể học cách ca ngợi vỗ tay tán thường người khác cũng là người độ lượng rộng rãi ngược lại người không biết vỗ tay khen ngợi người khác thì cuộc đời người ấy thực sự sẽ rất nhỏ hẹp vào rất nhiều thời điểm chúng ta sẽ thể nghiệm được rằng cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực cũng là cho chính bản thân mình. 3. Tích đức từ việc giữ thể diện cho người khác. Trong cuộc sống, dù ở phạm vi nhỏ như gia đình hay lớn như ở ngoài xã hội thì ở vào một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát, không nên đẩy họ đến đường cùng người trí tuệ và độ lượng khi nhìn thấy rõ một người họ sẽ không chỉ thẳng ra mà lựa lúc phù hợp mới nói trong lịch sử có rất nhiều trường hợp vì làm tổn thương thể diện của người khác mà nhận phải hậu quả khôn lường trong một số tình huống vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng người xưa nói đã nghi ngờ người thì không kết giao đã kết giao thì không nên nghi ngờ người cổ nhân đúc kết ra rằng người có tính đa nghi trời sinh thì rất khó có được người bạn chân thành được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc, người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. 5. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Kỳ thực, cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. Cho nên, ở vào thời điểm người khác cần chúng ta nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. 6. Tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng không ưng ý, người hiểu biết lễ tiết cho dù ở nơi nào cũng sẽ thể hiện ra sự nho nhã, lịch thiệp và khiến người tiếp xúc cảm thấy đáng tin cậy, người đáng tin cậy thì luôn có nhiều cơ hội thành công trong cuộc đời. 7. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch, kiêu căng ngạo mạn chiêu mời họa. Vì vậy, hãy tránh khoe khoang tài năng của bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút mới là cách tốt. 8. Tích đức từ việc hiểu người khác. Trong cuộc sống hay trong công việc, mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác. Vì vậy, hãy đổi vị trí của mình cho người, đứng ở vị trí của người khác để hiểu họ đó là thể hiện của một nhân cách cao đẹp và rộng lượng. 9. Tích đức từ việc tôn trọng người khác. Ai cũng có lòng tự tôn, tự trọng của bản thân mình, vì vậy, trong cách đối nhân xử thế, chúng ta nên đặt lòng tự tôn của người khác ở vị trí cao nhất, luôn cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là một phẩm đức đáng quý. Người trí tuệ hiểu rằng, ở địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. 10 tích đức từ việc trợ giúp người khác. Ở vào thời khắc quan trọng trong cuộc đời, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình. Cổ nhân giảng rằng, rằng, vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình, lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu và nhớ kỹ, cho nên, nếu gặp việc thiện hãy làm ngay, đừng chần chừ. Nhưng giúp đỡ người khác cũng phải xuất phát từ thiện lương, không tính toán, vụ lợi. Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui vẻ mà tiếp nhận. 11 tích đức từ việc thành thật với mọi người. Người không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Cho nên cổ nhân luôn khuyên rằng phải lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Người có thể dùng thành tín để thu phục người khác thì sẽ dễ đạt được thành công. Trái lại, một người nếu như đã đánh mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Trên đời này, bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được cho sự giả dối của bản thân. 12 tích đức từ việc biết cảm ơn người khác. Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn đúng lúc, kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn, gần gũi và hiểu nhau hơn. Người có thể cảm ơn cả kẻ thù, đối thủ của mình là một người có trí khí, khoan dung và rộng lượng. 13. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình. Bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. Người nhân ái luôn được người khác tín nhiệm và mong muốn được kết giao, hợp tác trong các mối quan hệ bạn bè, kinh doanh. 14. Tích đức từ việc mỉm cười với người khác. Có lẽ trong cuộc sống này sẽ không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả. Từ xưa đến nay, mỉm cười luôn được đánh giá là một loại phương thức kết nối hữu hiệu giữa con người với con người người có thể dùng nụ cười để đối đãi với sự khiêu chiến của đối thủ thì mới thực là cao nhân. 15. Tích đức từ lòng khoan dung Một người không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của họ còn quá hẹp hỏi. Lòng khoan dung của con người có thể cải biến một con người lầm lỗi, khiến họ từ một người xấu trở thành một người tốt hơn. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người, cho nên hãy học cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Đôi lúc trong cuộc đời một người có được một mối quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra. 16. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác, bởi vậy mà cổ nhân giảng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. 17. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Cổ Nhân cũng giảng, nói chuyện là một loại năng lực, nhưng im lặng là một loại trí tuệ, cho nên khi người khác chia sẻ nỗi lòng, có thể lắng nghe họ là cách giúp đỡ họ tốt nhất. 18. Tích đức từ việc thủ vững danh dự của bản thân. Cổ Nhân giảng rằng, tiền của nhiều bao nhiêu cũng không đủ để đánh đổi danh dự của một người, danh dự là chân quý hơn tiền tài. Người càng biết giữ danh dự coi trọng danh dự thì càng khiến người khác tôn kính và mong muốn kết giao. Người không biết trọng danh dự của bản thân thì sẽ không có liêm sỉ, việc gì họ cũng làm để được lợi cho dù đó là việc làm tổn đức. 19. Tích đức từ việc buông bỏ dục vọng. Vì sao buông bỏ dục vọng ham muốn, lòng tham lại tích được đức? Đó là bởi vì như cổ nhân đã giảng, cần kiệm là đại đức, xa hoa là đại ác. Con người sở dĩ luôn thấy phiền não Lo Âu và tranh giành suy cho cùng cũng là vì dục vọng quá nhiều. Con người ta khi có thứ này lại muốn có thứ khác, vì dục vọng của con người là không có điểm dừng. Họ càng mong muốn có được nhiều thứ thì họ càng không ngại làm điều xấu để đạt được. Một khi họ làm điều xấu thì chính là đã bị tổn đức rồi. 20. Hiếu thảo với cha mẹ là một cách tích đức. Cổ nhân giảng, Bách thiện hiếu vi tiên hay hiếu thảo là bước đầu trên con đường thay đổi vận mệnh. Thời cổ đại hiếu thảo với cha mẹ là tiêu chuẩn để bậc quân vương lựa chọn hiền tài hiếu thảo không chỉ là trách nhiệm bổn phận mà còn là tiêu chuẩn để đánh giá một người là tốt hay xấu của cổ nhân bởi vậy những người hiếu thảo ngày xưa luôn được tôn kính được người người mong muốn kết giao và hợp tác người xưa có câu hành thiện tối nhạc ý nói làm việc thiện là vui sướng nhất lòng người thật vô cùng kỳ lạ khi chúng ta làm bất kể việc gì không tốt thì trong lòng sẽ thấy bất an không vui vẻ nổi nội tâm cũng không thể thoải mái trái lại nếu như một người tuyệt đối làm việc thiện không vì điều kiện gì trợ giúp người khác làm việc có lợi cho người khác thì trong lòng người ấy chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ hạnh phúc đây chẳng phải chính là cái phúc đức mà ai ai cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được mỗi khi làm việc thiện sao cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe video của chúng tôi mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn tích cho mình được nhiều phúc đức còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo